Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, Tô Thương. Tập 26. Đồ sát, thế này sao gọi là chiến đấu chứ, là đồ sát thì đúng hơn đó. Thì ra thành viên huyết đồ vẫn luôn giấu kín thực lực, đây mới là thực lực thật sự của họ đó. Mọi người nhìn kỹ xem, huyết đồ đang dùng thuật hợp kích, lúc trước họ ở chiến trường biên giới phía Nam, cũng đã từng dùng thủ đoạn này, tru sát mấy ngàn tông sư nước D. Khủng bố quá, vừa mới qua không bao lâu, cao thủ của vương phủ thế mà đều bị xóa sổ hết rồi, giờ chỉ còn có hai người. Chấm chấm chấm. Phía trên đại điện Kim Loan, văn võ bá quan khiếp sợ không gì sáng nổi, nhìn về thần sắc huyết đồ, tràn đầy kính sợ. Ha ha. Làm tốt lắm. Trên ngai vàng, Hoàng thượng Long Hành Thiên thoải mái cười to, trong lòng mừng thầm, chỉ là không biểu hiện ra bên ngoài. Lúc trước anh ấy còn đang lo lắng, phủ bình thân vương mạnh mẽ như vậy, sẽ rất nguy hiểm đối với mình. Nhưng mà bây giờ, đột nhiên sinh ra những thành viên huyết đồ này, đã thay mình giải quyết tâm bệnh rồi. Nhưng binh lính ở phủ này, tất nhiên là đều đến từ Tam Đồng Kiều, là đệ tử tông phái của bà cố ngoại bình thân vương. Bình thân vương giấu họ ở trong phủ, tất nhiên có dã tâm làm loạn, bây giờ thành viên huyết đồ ra tay, xóa sổ hết toàn bộ. Ha ha ha, không thể không nói, hành động lần này rất được lòng chấm nha. Long Hành Thiên ngoài mặt không hề bận tâm, nhưng trong lòng thì như nở hoa, cố ý như vô tình nhìn vào bình thân vương. Giờ phút này, bình thân vương Long Từ Hành, sắc mặt như gan heo, hết sức khó coi. Tô Thương, huyết đồ. Long Từ Hành nghiến răng nghiến lợi, giọng điệu lạnh lùng nói, bổn vương muốn chúng mày chết không có chỗ chôn. Bình thân vương bất giận, huyết đồ làm chuyện này quả thực quá đáng, dám đại khai sát giới ngay tại vương phủ, bất chấp phương pháp, chờ họ trở về, chấm sẽ dạy dỗ lại một trận. Long Hành Thiên mở miệng an ủi. Ồ! Long Từ Hành nhìn về phía Hoàng thượng, dò hỏi, xin hỏi Hoàng thượng, ngài dạy dỗ lại thế nào? Chấm! Long Hành Thiên dừng một chút, sau đó khẽ cắn môi, nghiêm mặt nói, bọn họ đã tiếp nhận sắc phong. Nhận bổng lộc của đất nước, bây giờ thế mà lại công khai hành hung, hừm, chấm tất nhiên phải nghiêm trị rồi, sẽ phạt chúng nửa năm bổng lộc đi. Nghiêm trị. Phạt nửa năm bổng lộc. Văn võ bá quan có mặt ở đó nghe vậy, mặt đối mặt nhìn nhau. Thần đồng ý. Đứng đầu quan văn Lưu Trung Hiền, không nhịn được cười, nhưng vẫn đứng ra, buồn cười nói, Hoàng thượng trừng phạt thế này, chắc chắc sẽ khiến cho thành viên huyết đồ nhớ lâu. Ừm. Hoàng thượng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn lên người Long Từ Hành, thản nhiên nói, bình thân vương, ông có hài lòng không? Hài lòng. Thần đệ hài lòng rồi. Long Từ Hành đáp ứng, anh ta biết bây giờ Hoàng thượng chỉ ước người trong phủ của mình chết hết, vì thế chắc chắn sẽ không thật sự trừng phạt thành viên huyết đồ, nên không tiếp tục đề tài này nữa, mà nhìn về phía màn hình của camera giám sát. Mặc dù binh lính trong phủ ở cảnh giới địa tông chết rồi, nhưng may mắn vẫn còn hai tên thiên tông hậu kỳ. Hai người này liên kết lại, chắc là có thể giết được một vài thành viên huyết đồ rồi. Nhưng sau khi thấy rõ hình ảnh bên ngoài vương phủ, Long Từ Hành một lần nữa sững sờ. Chết rồi. Hai tên thiên tông hậu kỳ này, thế mà chết hết rồi sao? Tình huống này là thế nào vậy, không hợp logic chút nào. Thời điểm Long Từ Hành đang kinh ngạc, anh ta bỗng nhiên nhìn thấy, một bóng người quen thuộc, từ trong vương phủ đi ra. Dực, Dực Cân. Long Từ Hành giật nảy mình, lẩm bẩm nói, không phải cô ấy bị giam ở nhà giam dưới đất hay sao chứ, dì Bình không rời dù chỉ một bước, sao lại thế? Chẳng lẽ, Tô Thương thật sự không phải người bình thường sao? Cái suy nghĩ này, được phóng đại trong đầu của Long Từ Hành. Tô Dực Cân được cứu ra, bây giờ chỉ có hai khả năng. Một. Sau Tô Thương còn có cao thủ, tránh được camera, trực tiếp xuống dưới nhà tù dưới đất, giết chết dì Bình, giải cứu Tô Dực Cân. Còn về khả năng thứ hai, tất cả những điều đó đều là do Tô Thương làm. Nói một cách khác, Tô Thương cũng là một tên cao thủ có thể giết chết Thiên Tông hậu kỳ. Nghĩ đến đây, Bình Thân Vương liền có chút hoảng sợ. Sau lưng bỗng nhiên sinh ra một cảm giác buốt lạnh. Chính mình nhốt chị gái Tô Thương,
còn ý đồ dùng bạo lực để chiếm hữu Tô Dực Cân. Vừa rồi Tô Thương giận không kìm được mà đi khỏi vương phủ, nhìn theo hướng đó, có lẽ là hướng đến cung thành. Cậu ta sẽ không phải muốn đến đại điện Kim Loan giết mình chứ? Bây giờ, toàn bộ cao thủ của vương phủ đều đã chết, đến dì Bình cũng chết, mà bà cố ngoại lại đi Giang Bắc rồi, cũng không ở thành phố. Hoàng thượng kiêng kỵ bà cố ngoại của mình, nên mới không dám ra tay với mình, nhưng nếu là người khác ra tay, chỉ sợ anh ta cũng sẽ không ra tay giúp đỡ. Nghĩ đến đây, sắc mặt Long Từ Hành thay đổi lớn, trong lòng cực kỳ hoảng sợ, cơ thể chịu không nổi mà run lẩy bẩy. Hoàng thượng, thần đệ chợt nhớ đến, có một chuyện gấp cần thần đệ xử lý, thần đệ xin được cáo lui trước. Long Từ Hành không dám có chút chần chờ, sau khi cáo từ hoàng thượng, cũng mặc kệ hoàng thượng có đồng ý hay không, anh ta quay người liền định rời khỏi đại điện Kim Loan, không dám ở lại dù chỉ một giây. Nhưng vào lúc này, âm thanh trong không trung vang lên, một thân hình gầy gò, bỗng nhiên xuất hiện tại đại điện Kim Loan, cách chỗ cách Bình Thân Vương đúng 5 mét, mặt trầm như nước nhìn chăm chú Bình Thân Vương, gần từng chữ một mày, đi nổi không? Giọng nói lạnh lùng, bí mật mang theo sát ý vô cùng, vang lên tại đại điện Kim Loan to lớn. Vù, vù, vù. Trong chốc lát, mấy chục ánh mắt bên trong đại điện, cùng nhìn vào Tô Thương. Tô Thương, cậu ấy không phải là mới ở phủ Bình Thân Vương hả, sao đột nhiên xuất hiện ở đại điện Kim Loan rồi chứ? Mới đi có vài phút thôi mà, cậu ấy biết bay hả, sao lại có thể từ chỗ Bình Thân Vương đi tới đại điện Kim Loan được chứ? Đại điện Kim Loan chính là nơi quan trọng nhất của Hoàng Thất. Canh gác nghiêm ngặt, Tô Thương vào đây bằng cách nào, vì sao không nghe được tiếng hộ vệ ngăn cản? Chấm chấm chấm. Nhất thời, văn võ bá quan đều thì thầm với nhau, khẽ bàn luận, ánh mắt nhìn vào Tô Thương đầy tò mò. Tô Thương thì không để ý đến mọi người, ánh mắt chỉ chú ý đến Bình Thân Vương, vừa đi về phía anh ta, vừa mở miệng nói lần nữa, tự hỏi tự trả lời, mày, trốn cũng không thoát đâu. Tô Thương. Bình Thân Vương trong lòng run sợ, lui về phía sau một bước, nghiến răng nghiến lợi nói, cậu ở trong phủ của tôi làm cái gì vậy hả? Ha ha! Tô Thương biểu cảm hờ hững, giọng điệu lạnh lùng nói, giết một tên thiên tông hậu kỳ bỏ đi thôi, nhân tiện cứu chị gái của tôi từ trong phòng giam bằng kính ra ngoài. Cậu thật sự đã giết dì Bình sao? Long Từ Hành sợ hãi nuốt nước miếng. Mày không tin sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tô Thương mạnh mẽ đi tới chỗ Bình Thân Vương, ha ha, tao cũng không cần mày phải tin. Nhưng, Bình Thân Vương, mày giam giữ chị gái tao, vì tình cảm của mình mà thậm chí đã dùng bạo lực với chị gái tao, nếu chị gái tao không trung thành bất khuất, lấy mạng uy hiếp thì chỉ sợ đã trúng thủ đoạn thâm độc của mày. Tao là em trai của Tô Dực Cân, có máu mủ tình thâm, như tay như chân với chị ấy. Mày lại làm ra loại chuyện này với chị gái tao, ngày này giờ này, nếu như không giết mày, thì rất khó giải quyết được mối hận trong lòng tao. Nhưng mà mày yên tâm, tao sẽ không để cho mày chết nhẹ nhàng như thế đâu, bây giờ, mày, hãy từ bỏ thân phận vương gia cao cao tại thượng, lập tức quỳ xuống cho tao. Vù! Vừa nói xong, quanh thân Tô Thương lập tức phóng ra một uy thế kinh khủng, bao phủ toàn đại điện. Văn võ bá quan bên trong đại điện Kim Loan, nhất thời ngã trái ngã phải, đứng cũng không vững. Có điều, họ cũng không phải là mục tiêu của Tô Thương, nếu không thì cũng sớm đã nằm bò xuống đất hết rồi. Giờ phút này, dưới khí tức cường đại đàn áp của Tô Thương, cơ thể Bình Thân Vương không thể kiểm soát được, bay nhảy quỳ xuống đất. Tô Thương! Long Từ Hành giãy giụa, muốn đứng lên, nhưng mà những cố gắng của anh ta... căn bản không làm nên chuyện gì. Bây giờ chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Tô Thương cười lạnh lùng một tiếng, bước nhanh về phía trước, đưa tay đánh lên mặt Bình Thân Vương. Bốp! Dựa theo tiếng kêu trong trẻo đó, trên mặt Bình Thân Vương nhanh chóng hiện lên dấu của 5 ngón tay, có thể thấy rất rõ. Tô Thương, cậu thật to gan, bổn vương thân phận tôn quý, cậu đánh tôi, không khác gì trà đạp lên sự tôn nghiêm của Hoàng Thất. Long Từ Hành giận quá hóa cười mà nói, mà trong hoàng thất này, cao thủ như mây, không lẽ lại để cho cậu làm càn hay sao,
hôm nay cậu nhất định phải chết. Bốp! 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 Long Từ Hành vừa dứt lời, Tô Thương không kiêng kỵ gì mà liên tiếp đưa bàn tay đánh vào mặt anh ta. A! À. Bình Thân Vương phát ra tiếng kêu bi thảm, bị ngã ngay xuống đất, xương cốt trên mặt đều lệch sai chỗ hết rồi, răng cũng rơi xuống 7-8 cái. Anh ta nằm hấp hối dưới đất, nước miếng cùng máu trộn thành hỗn hợp, chỉ nhìn thôi cũng thấy đau đến không muốn sống nữa rồi. Bù! Cảnh tượng này, lập tức làm kinh động toàn bộ mọi người ở đó, văn võ bá quan mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bình Thân Vương vậy mà bị đánh rồi, Tô Thương thật hung hăng quá. Nơi này chính là Đại Điện Kim Loan, vương gia đương thời bị đánh ngay tại Hoàng Thất, chuyện này chuyện lạ ngàn đời nay. Tô Thương lần này thật quá đáng, chỉ sợ Hoàng Thất phải cùng cậu ta không chết không thôi. Đừng nói lung tung, không thấy Hoàng Thượng không nói gì sao, cũng có ý không nhúng tay vào đó. Tô Thương này ra tay thật quá mạnh rồi, mấy cái tát này như muốn lấy mất nửa cái mạng của Bình Thân Vương rồi đó. Chấm chấm chấm. Văn võ bá quan thì thầm với nhau, cùng nhau bàn tán, rất muốn biết Hoàng Thượng sẽ làm thế nào. Ha ha. Lúc này, Tô Thương bước nhanh lên phía trước, giơ chân lên dẫm ngay lồng ngực của Bình Thân Vương, vô cùng hung hăng nói, uy hiếp tao hả, mày còn chưa đủ tư cách. Không chỉ mình mày đâu, toàn bộ Hoàng Thất, tao đều không coi ra gì, nếu chọc giận tao, tao sẽ lật đổ Hoàng Thất nhà họ Long, xây lại một triều đình mới. Láo xược. Lời này vừa nói ra, Hoàng Thượng vẫn luôn im lặng bỗng nhiên mở miệng, trầm giọng nói, Tô Thương. Cậu muốn tạo phản phải không? Phải thì sao chứ? Tô Thương nghênh tiếp ánh mắt của Long Hành Thiên, không hề sợ hãi mà lạnh lùng nói, Hoàng Thượng, tôi không có hứng thú với vị trí của anh, tôi khuyên anh tốt nhất đừng nhiều lời, như vậy thì anh sẽ bình an vô sự, nếu không thì, tôi sẽ khiến anh hối hận cả đời. To gan, dám uy hiếp chấm sao? Long Hành Thiên nhìn chăm chú Tô Thương, giận không kiềm chế được. Vốn dĩ. Tô Thương dẫn đầu huyết đồ, hóa giải nguy cơ tại biên giới phía Nam, lại giải quyết binh lính cường đại ở phủ Bình Thân Vương, trong lòng Long Hành Thiên rất yên tâm, có ấn tượng rất tốt với Tô Thương. Hơn nữa, Tô Thương xông vào Đại Điện Kim Loan, ý đồ giết chết Bình Thân Vương trước mặt mọi người, chính là làm thỏa mãn tâm nguyện của Long Hành Thiên. Long Hành Thiên sớm đã muốn cho Bình Thân Vương chết rồi, nhưng lại lo lắng bị Tam Đồng Kiều trả thù. Vì thế vẫn luôn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà Tô Thương có thể thay anh ấy làm chuyện này, sau khi Bình Thân Vương chết, tất cả trách nhiệm đều có thể đẩy lên người Tô Thương rồi, không liên quan gì đến Hoàng Thất hết, chắc chắn bà cố ngoại của Bình Thân Vương cũng không thể nói gì được. Nhưng Tô Thương ngàn vạn lần không nên chống đối với Long Hành Thiên, không nên khiêu khích Hoàng Thất. Chuyện cho tới bây giờ, nếu Long Hành Thiên không đứng ra nói câu nào, chỉ sợ người đời thật sự cho rằng Hoàng Thất e ngại Tô Thương, e ngại nhà họ Tô. Tôi chỉ là nói sự thật với cậu, nếu như cậu coi đó là uy hiếp, thì chính là uy hiếp. Ánh mắt Tô Thương, nhìn sang Long Hành Thiên, trầm giọng nói, Hoàng Thượng, đối mặt với uy hiếp của tôi, anh lại làm thế nào chứ? Hừm, tất nhiên là phải trả giá đắt rồi. Không bất kỳ ai khiêu khích Hoàng Thất có thể bảo toàn tính mạng mà ra ngoài được. Có điều, Tô Thương, chấm nể mặt Tây Giao sư tỷ, tha cho cậu khỏi chết. Long Hành Thiên mặt trầm như nước, giọng điệu lạnh lùng nói, Thác Bạt Bồ Tát, Khổ Trúc đạo nhân, ra tay đi, lôi Tô Thương xuống, đưa vào thiên lao, chờ đợi xử lý. Dưới mệnh lệnh của Long Hành Thiên, Tô Thương nhất thời phát giác ra được hai luồng khí tức mạnh mẽ, đang hướng đến gần mình. Bán thần tông. Khóe miệng Tô Thương lóe lên một nụ cười lạnh. Trong lòng không chút e ngại, đứng im tại chỗ. Lúc này, Thục Phân ở trong vòng tay Lưu Trữ đã trúc cơ thành công, thực lực Úc thậm chí có thể nghiền ép thần tông, Tô Thương có gì phải sợ chứ? Có điều. Anh ấy với Hoàng đế, trước mắt mà nói thì cũng không có hận thù gì hết. Huống hồ Hoàng thượng nói, Tây Giao là sư tỷ, đối với Tây Giao giống như cực kỳ kính sợ. Nếu Hoàng thượng và Tây Giao đã có mối quan hệ thế này, Tô Thương tất nhiên không cần thiết phải làm lớn chuyện này. Thế là, Tô Thương âm thầm truyền tin, thản nhiên nói, Hoàng thượng, chỉ là hai tên bán thần tông, tôi căn bản không xem ra gì.
Tôi khuyên anh nên thu hồi mệnh lệnh đã đưa ra, để tránh việc hai bên đều bị tổn thất, khó kết thúc được. Lần này truyền âm cho anh, là đã giữ thể diện cho anh lắm rồi, nếu như anh vẫn cứ cố chấp, đừng trách tôi không khách sáo. Giờ phút này, Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng, trong đầu đột nhiên vang lên tiếng của Tô Thương, sắc mặt đột nhiên thay đổi lớn. Truyền âm. Đây là thủ đoạn gì vậy? Long Hành Thiên nhớ lại những thành viên huyết đồ quỷ dị, nhìn đi nhìn lại Tô Thương, trong nháy mắt cảm thấy Tô Thương thần bí khó lường, chẳng lẽ lại đến từ tông phái cường đại nào đó sao? Nghĩ đến đây, Long Hành Thiên do dự, sau khi suy nghĩ vài giây, liền thay đổi chủ ý, nhẹ nhàng đưa tay, ra hiệu hai tên bán thần tông dừng tay. Cùng lúc đó, Thác Bạt Hổ cùng với Khổ Trúc đạo nhân vẫn chưa xuất hiện sau khi nghe được mệnh lệnh của Long Hành Thiên, liền lui xuống. Hai luồng khí tức kinh khủng đó, cũng biến mất theo. Ha ha, anh đưa ra một cái quyết định rất chính xác. Tô Thương nhìn Hoàng thượng, lộ ra một nụ cười, sau đó cúi đầu xuống, hai mắt híp lại nhìn chăm chú Bình Thân Vương, trầm giọng nói, vương gia, vĩnh biệt. Vừa nói xong, Tô Thương dùng sức xuống bàn chân, ngay lập tức liền giết chết Long Tử Hành. Tôi không cam tâm. Tô Thương, cậu sẽ không được chết một cách yên ổn đâu. Bà cố ngoại nhất định sẽ báo thù cho tôi, cậu đợi chết đi. Lời trăng trối vừa được nói xong thì Bình Thân Vương Long Từ Hành liền được tiễn đưa ra khỏi thế giới này. Mà Tô Thương ở Đại Điện Kim Loan, trước mặt Hoàng thượng và đông đảo bá quan văn võ, giết chết đương kim vương gia. Hành động này, trong nháy mắt đã gây nên một trận sóng to gió lớn. Ánh mắt của văn võ bá quan nhìn Tô Thương tràn đầy e ngại. Ai nấy đều nhao nhao lên cúi đầu xuống, không dám hó hé một lời nào. Hừ! Tô Thương đá cái xác của Bình Thân Vương qua một bên, lạnh lùng nói, đừng vội, đêm nay tôi sẽ trở về Giang Bắc, bà cố ngoại của cậu và tông chủ Trương Trường Sinh của Thiết Quyền Tông kia đều là người tôi chắc chắn phải giết. Ngông cuồng! Phách lối! Tô Thương là một minh chứng vô cùng sinh động cho hai từ này, nhưng tất cả mọi người cũng đều không làm gì được anh cả. Bình Thân Vương Long Từ Hành, lén nuôi dưỡng binh lính, có mưu đồ làm phản, chết chưa hết tội, mời Hoàng thượng điều tra rõ ràng. Đúng lúc này, Lưu Trung Liên đứng đầu quan văn liền đứng ra nói mấy câu như vậy. Không chỉ giúp cho Hoàng thượng có một bệ đỡ đi xuống, mà còn giúp cho Tô Thương thoát tội. Long Hành Thiên hài lòng nhìn Lưu Trung Liên, sau đó gật đầu nói, thừa tướng nói có lý, lá gan của Bình Thân Vương thật sự là quá lớn rồi. Vậy mà dám ở trong vương phủ lén nuôi dưỡng nhiều cao thủ địa tông như vậy, thậm chí còn có thiên tông, lòng lang dạ thú đã rõ rành rành. Nói đến đây, ánh mắt Long Hành Thiên lại nhìn sang Tô Thương, nói tiếp, Tô Thương mắt sáng như đuốc, thấy rõ dã tâm của Bình Thân Vương, giả bộ thăm dò, nhưng không ngờ lại ép được Bình Thân Vương lòi đuôi ra. Sau đó còn thay chấm dẹp yên Bình Vương phủ, truy sát phản tặc Bình Thân Vương, công lao không thể không nói tới. Long Hành Thiên cuối cùng nói, cộng thêm lần trước, chấm đã từng nói nếu như Tô Thương trở về sẽ sắc phong cậu ấy thành đại tướng quản lý tam quân. Lúc này, chính là ngày lành tháng tốt, chấm quyết định, phong Tô Thương làm đại tướng, quản lý tam quân. Thần tán thành. Lưu Trung Liên đứng đầu quan văn dẫn đầu đáp lại, ngay sau đó văn võ bá quan trăm miệng như một, đồng thanh hô lên. Bây giờ Bình Thân Vương chết rồi, vốn dĩ những ai muốn đầu quân cho anh ta thì bây giờ đương nhiên không dám có ý kiến gì rồi. Đại tướng Tô sao? Cảm ơn Hoàng thượng. Tô Thương mỉm cười, cũng không từ chối chuyện sắc phong này, mà anh còn đứng đấy để tiếp nhận thánh chỉ nữa. Ông nội anh là Đại tướng Tô, cha anh cũng là Đại tướng Tô, đến lượt mình, sao lại có thể làm mất đi truyền thống ấy chứ? Nhận lấy thân phận Đại tướng Tô. Rồi về đến nhà khiến cho ông nội và cha vui mừng một phen coi bộ cũng được. Long Hành Thiên nhìn Tô Thương biết giữ thể diện cho mình như vậy thì trong lòng cảm thấy có chút tốt lên, sau đó căn dặn nói, mọi người lui xuống hết đi, chuyện hôm nay không ai được hé ra nửa lời, mọi thứ đều dựa theo thông báo của triều đình đưa ra, ai dám truyền ra ngoài, chấm nhất định sẽ không buông tha. Tuân chỉ. Văn võ bá quan đồng thanh đáp lại. Sau đó dưới sự dẫn đầu của Lưu Trung Liên,
mọi người đều lui ra khỏi đại điện Kim Loan. Ngụy Trung, ông cũng lui ra đi. Long Hành Thiên nhìn Ngụy Trung ở bên cạnh, thản nhiên nói, "Trẫm muốn nói chuyện riêng với đại tướng Tô." "Vâng." Ngụy Trung cung kính trả lời, rồi ngay sau đó cũng rời đi, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vô cùng. May mắn vì chính mình lúc trước ở trang viên nhà họ Trương, chỉ có biểu lộ ra một chút bất mãn, nhưng cũng không nổi giận gì, nếu không e rằng bây giờ mình cũng chỉ là một xác chết không hồn mà thôi. Rất nhanh. Ở trong điện Kim Loan chỉ còn lại hai người Tô Thương và Long Hành Thiên. Long Hành Thiên đứng dậy, từ trên ghế rồng bước xuống, đứng bên cạnh Tô Thương, nhìn từ trên xuống dưới một lượt. Cuối cùng, Long Hành Thiên gật đầu nói, không tệ. Tướng mạo tuấn tú, chỉ là hơi quá mức ngông cuồng. Tô Thương khẽ cười nói, người có thực lực mới xứng với chữ ngông cuồng, hoàng thượng, anh cảm thấy tôi xứng không? Ha ha! Long Hành Thiên thoải mái bật cười to, rồi sau đó nói, Tô Thương, chấm không nói chuyện phiếm với cậu nữa, đi thẳng vào vấn đề chính nhé. Bình Thân Vương muốn mưu phản, chấm sớm đã phát hiện ra rồi, nhưng cậu có biết tại sao chấm lại không khống chế cậu ta không? Long Hành Thiên hỏi. Tô Thương nhíu mày nói, bởi vì bà cố ngoại của cậu ta sao? Long Hành Thiên biểu cảm ngưng trọng nói, bà cố ngoại của Bình Thân Vương, đến từ Tam Đồng Kiều, là một tông phái nhất đẳng vô cùng cường mạnh, bà cố ngoại của Hồng Nguyệt của cậu ta, sớm đã là bán thần tông rồi, nghe nói đã gần với cảnh giới thần tông luôn rồi. Long Hành Thiên cười hỏi, Tô Thương, bây giờ, cậu có hối hận vì đã giết chết Bình Thân Vương không? Không. Tô Thương thành thực nói, tôi từng nói trước mặt chị tôi, không chặt đầu cậu ta xuống thì tôi không mang họ Tô nữa. Cho nên, có cho tôi cơ hội nữa thì tôi vẫn giết Bình Thân Vương như vậy. Tốt. Long Hành Thiên mỉm cười, sau đó lại nhìn Tô Thương, hỏi lần nữa, Tô Thương, chấm có một vấn đề, cậu thật sự có thể giết được Thác Bạt Bồ Tát và Khổ Trúc Đạo Nhân sao? Hai người bán thần tông này, cậu thật sự không sợ sao? Đối với chuyện này, Tô Thương chỉ khẽ cười một tiếng, cũng không trả lời, mà chỉ nói, Hoàng thượng, nếu như không có chuyện gì nữa, tôi xin cáo lui trước. Nói xong, Tô Thương xoay mình muốn rời đi. Đứng lại. Long Hành Thiên thản nhiên nói, chấm là Hoàng thượng, cậu là đại tướng của chấm, trước mặt chấm mà cậu dám tùy tiện vậy sao? Tô Thương không hề dừng bước, cũng không hề trả lời lại. Được rồi, Tô Thương. Cậu thắng rồi, chấm không dùng quy cách để ràng buộc cậu, nhưng cậu phải trả lời một câu hỏi cuối cùng của chấm. Long Hành Thiên thỏa hiệp nói. Tô Thương liền dừng chân lại, thản nhiên nói, chuyện gì, hỏi đi. Cậu ắt hẳn đã gặp qua Tây Giao sĩ quan huấn luyện của quốc Nhật, chị ấy là sư tỷ của chấm, chị ấy nghe nói cậu gặp nguy hiểm liền không ngại xa xôi vạn dặm chạy đến cứu cậu. Long Hành Thiên nhìn từ sau lưng của Tô Thương, hỏi, bây giờ. Cậu biết chị ấy ở đâu không? Sao chấm không liên lạc được với chị ấy? Vượt qua ngàn dặm xa xôi. Chỉ để cứu mình sao? Tô Thương nghe thấy lời này, biểu cảm nhất thời trở nên phức tạp, trong đầu không khỏi nhớ tới hình bóng, giọng nói của Tây Giao. Nhóc con, cậu còn nợ tôi một ly trà sữa. Nhóc con, đồ trang điểm cậu còn chưa mua cho tôi nữa, tôi không thể để cậu chết. Nhóc con, đi theo chị. Một lát sau, Tô Thương dừng hồi tưởng của mình lại, hít sâu một hơi nói, chị ấy, rất tốt, anh đừng lo lắng, qua một khoảng thời gian nữa chắc sẽ trở lại thôi. Nói xong, Tô Thương liền bước nhanh ra khỏi điện Kim Loan. Nhìn thấy Tô Thương đi mất, mặt mũi Long Hành Thiên tràn đầy kinh ngạc. Gì mà gọi là rất tốt chứ? Còn nữa, qua một khoảng thời gian là bao lâu chứ, tên nhóc con nhà cậu, nói cũng không nói rõ ra nữa. Long Hành Thiên oán trách vài câu, sau đó lại nhìn xuống cái xác của Bình Thân Vương, lẩm bẩm nói. Tô Thương à Tô Thương, cậu không phải từng nói trước mặt chị cậu rồi sao, phải chặt đứt đầu của cậu ta xuống, nếu không cậu không mang họ Tô nữa mà, bây giờ cậu vẫn chưa làm xong nữa. Thôi bỏ đi, để cậu có thể tiếp tục mang họ Tô, chấm sẽ làm chuyện thủ túc tương tàn một lần vậy. Chấm vì cậu mà cũng bỏ ra rất nhiều đó nha. Vừa dứt lời, Long Hành Thiên híp mắt lại, bước nhanh về phía cái xác của Bình Thân Vương.
Mình thân vương đã chết. Chuyện của Vương Phú Quý và Lưu Sở Điềm cũng đã giải quyết xong, đồng thời cũng gặp được chị gái rồi. Bây giờ, ở lại thành phố cũng không có ý nghĩa gì nữa. Còn về chuyện tiếp theo, thì cứ để Hoàng thượng Long Hành Thiên đi giải quyết hậu quả vậy. Mặc dù Tô Thương ở Đại Điện Kim Loan khiêu khích uy nghiêm của Hoàng thất nhưng cũng đã thay Long Hành Thiên giải quyết một mối họa ngầm. Long Hành Thiên nếu như đã chịu sắc phong cho Tô Thương làm đại tướng, chứng tỏ anh ấy đã không để ý đến chuyện bất kính của Tô Thương lúc trước, anh ấy đã công nhận Tô Thương rồi. Đương nhiên, chủ yếu là bởi vì Tô Thương đã dùng thần giao cách cảm để trấn áp Long Hành Thiên. Nếu không dựa vào tính cách của Hoàng thượng ắt hẳn sẽ không dễ dàng để cho Tô Thương rời đi như vậy. Anh ấy không thể hiểu được Tô Thương, và sau khi suy nghĩ kỹ, anh ấy đã chọn thỏa hiệp với Tô Thương. Chấm chấm chấm. Sau khi rời khỏi Đại Điện Kim Loan, Tô Thương liền thi triển chỉ xích thiên nhai, nhanh chóng đến Bình Thân Vương Phủ. Anh đến Điện Kim Loan nhanh chóng, và thời gian lưu lại cũng không quá lâu. Lúc này, Tô Dực Cân và thành viên Huyết Đồ vẫn còn đứng ở bên ngoài cổng. Trong đó, Tô Dực Cân đang nói chuyện với Tiêu Đình, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Cô ấy đương nhiên biết Tiêu Đình, nhưng trong ấn tượng của cô ấy, Tiêu Đình không phải chỉ là ở cảnh giới hóa kình thôi sao, tại sao bây giờ lại trở nên mạnh như vậy chứ? Còn có, 49 người còn lại đa phần Tô Dực Cân đều đã gặp qua ở nhà họ Tô, bọn họ vốn dĩ chỉ là những người bình thường. Thậm chí ngay cả hóa kình còn chưa đạt tới nữa. Nhưng bây giờ, mặc dù trong cơ thể mấy người này không có sự chuyển động của chân khí, nhưng uy thế tản ra lại không hề yếu hơn mình, thậm chí có khi còn vượt hơn cả mình nữa. Chuyện này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao vệ sĩ của nhà họ Tô lại có được thực lực này? Đại tiểu thư, cô đừng hỏi chúng tôi nữa, đại thiếu gia đã từng dặn, chuyện này. Tiêu Đình đang khó xử, thì nhìn thấy Tô Thương đang đi tới, anh ấy liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, cười nói, đại thiếu gia đến rồi, đại tiểu thư, nếu như cô thật sự muốn biết thì đi hỏi đại thiếu gia đi nhé. Em trai, em đến rồi. Tô Dực Cân nhìn sang Tô Thương, lập tức như chút được gánh nặng, liền nói, em có biết là khi em nói muốn đi đến Điện Kim Loan, đã làm chị lo muốn chết không hả, nhưng mà tốt rồi, em không có đi đến Điện Kim Loan thật. Thời gian Tô Thương đi đến Kim Loan quá ngắn ngủi, nhiều lắm cũng chỉ hết một thời gian hút điếu thuốc mà thôi. Cho nên, Tô Dực Cân mới tưởng rằng như vậy. Chị, em đã đến Điện Kim Loan và trở về lại rồi. Tô Thương lại mỉm cười nói. Cái gì? Tô Dực Cân giật nảy cả mình, sau đó bước tới bên cạnh Tô Thương, ân cần hỏi han, em không bị thương chứ, cao thủ hoàng cung nhiều như mây, em đến đó giết chết Bình Thân Vương thật quá sức ảo tưởng rồi. Bình Thân Vương có ý đồ làm phản, chúng ta hoàn toàn có thể vạch trần anh ta, để Hoàng thượng. Không cần phiền phức như vậy. Tô Thương khẽ cười nói, 2 phút trước, Bình Thân Vương đã chết rồi, em ở ngay trước mặt Hoàng thượng và văn võ bá quan tước đi mạng sống của anh ta rồi. Chuyện này, nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Tô Thương, hoàn toàn không giống như đang đùa giỡn, Tô Dực Cân mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Không nhịn được liền hỏi thái độ của Hoàng thượng ra sao. Ha ha, còn có thể có thái độ gì được chứ, đối với em tốt muốn chết, còn phong em làm đại tướng Tô nữa kìa. Vốn gì em không muốn làm, nhưng nghĩ lại thì cha và ông nội đều làm đại tướng Tô rồi, em cũng không thể mất phần được. Bây giờ em là cấp trên của chị rồi đó nha, sau này sẽ không còn ai dám dùng quy tắc ngầm với chị nữa. Ba Hoa. Tô Dực Cân lườm Tô Thương một cái sau đó béo má Tô Thương, cười nói, bây giờ chị đang có rất nhiều chuyện muốn hỏi em đây, em phải thành thật trả lời đó. Nhẹ chút, chị. Tô Thương hít sâu một hơi, sau đó nhìn sang Huyết Đồ, dặn dò Tiêu Đình, đem thành viên Huyết Đồ về lại trang viên nhà họ Trương đi, lát nữa tôi về sau. Ngoài ra, cậu chắc có số điện thoại của Lưu Huy phải không, báo cho cậu ta chuẩn bị cho tôi một chiếc trực thăng. Tối nay chúng ta về lại Giang Bắc, ở đó còn có việc chờ tôi giải quyết. Bây giờ, tông chủ Trương Trường Sinh của Thiết Quyền Tông cùng với bà cố ngoại của Bình Thân Vương là Cổ Hồng Nguyệt đều đang ở Giang Bắc, bức ép Dược Vương Điện, Trương Trọng Ngu và Trương Khổ Mộc lúc này ắt hẳn đang sứt đầu mẻ chán rồi.
Chính mình là điện chủ Dược Phương Điện thì không thể khoanh tay đứng nhìn Dược Phương Điện bị người ta bóc lột được. Vâng. Tiêu Đình cung kính nhận lệnh, sau đó dẫn theo 49 thành viên huyết đồ rời khỏi Bình Thân Vương Phủ. Sau khi bọn họ đi khỏi, Tô Thương mới nhìn sang Tô Dực Cân, khẽ cười nói chị muốn biết chuyện gì, chị hỏi đi, em đều nói hết cho chị nghe. Tốt. Tô Dực Cân buông lỏng bàn tay của Tô Thương ra, sau đó nói, về thực lực của em không muốn nói thì chị cũng không hỏi nhiều, nhưng chị muốn biết em trở nên mạnh lên từ lúc nào, lúc trước có phải em luôn giả bộ là một kẻ bỏ đi không? Chuyện này. Tô Thương sững lại một lúc, chuyện đột nhiên trở nên lợi hại, có chút không hợp khoa học chút nào, để cho chị mình không nghi ngờ, anh bèn nói chị nói đúng rồi, kỳ thực là em luôn che giấu thực lực thật sự của mình. Em muốn lặng lẽ tu luyện một mình, đợi ngày bộc lộ ra thực lực của mình khiến cho tất cả mọi người phải đều kinh sợ. Kha kha. Tốt, không hổ là em trai của chị, nhẫn nhịn bao nhiêu năm, phần tính cách này thật khiến chị gái kính nể em. Tô Dực Cân khen ngợi anh trước sau lại hỏi tiếp, lúc trước em từng nói, em đem người đi giải quyết nguy cơ ở biên giới phía Nam là thật hay giả vậy? Đương nhiên là thật rồi. Tô Thương cười nói, nếu không, Hoàng thượng sao lại có thể phong em làm tướng quân quản lý tam quân chứ? Thì ra là vậy. Tô Dực Cân gật đầu, sau đó dường như nghĩ ra chuyện gì, lại hỏi tiếp, em trai, Tô Huyền Thiên lúc trước cứu chị ở biên giới phía Đông có phải là em không? Chị gái, chị đoán ra rồi sao? Tô Thương cười khổ nói. Thật sự là em. Tô Dực Cân kinh ngạc vô cùng, nhưng nghĩ tới những chuyện em trai mình đã làm thì cũng không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa, mà mừng rỡ cười nói, lúc đó chỉ có một cảm giác, luôn cảm thấy Tô Huyền Thiên kia vô cùng thân quen. Trên người cậu ta có hình bóng của em, nhưng Tô Huyền Thiên quá lợi hại rồi nên chị không dám nghĩ đến khả năng này. Ha ha, em trai. Chuyện biên giới phía Đông, cảm ơn em nhé, là em đã cứu chị một mạng. Tô Dực Cân cảm kính vỗ vỗ vai Tô Thương. Chị quá khách sáo rồi, em là em trai của chị, em không cứu chị thì ai cứu chứ? Tô Thương mỉm cười nói, lại nói, bao nhiêu năm nay nếu như không có chị bảo bọc em thì em còn phải chịu khổ nhiều nữa. Ấy đừng nói vậy, em ẩn giấu thực lực, cho dù không có chị thì em cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nhớ lại những chuyện trước kia, Tô Dực Cân bỗng nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng sau cùng chỉ mỉm cười một cái. Dừng lại khoảng mấy giây, Tô Dực Cân mới hiếu kỳ hỏi tiếp, em trai, ông nội và Tô Thần Binh có biết thực lực của em không? Bọn họ. Tô Thương liên tục cười khổ, sau đó nói, chắc là không biết đâu, sau khi trở về em sẽ nói cho bọn họ biết, nhưng mà, chị, đến lúc đó chắc cha và ông nội sẽ đánh em một trận cho mà coi. Chị nhớ bảo vệ em nha. Ý gì vậy? Chuyện tốt như vậy, ông nội và Tô Thần Binh sao lại đánh em chứ? Tô Dực Cân hiếu kỳ nói. Khụ khụ. Tô Thương ho khan vài tiếng, rồi nói, bởi vì, lúc trước em không muốn để lộ ra thực lực cho nên mới dịch dung thành Tô Huyền Thiên, ở chợ đen cửu môn của Giang Bắc có dây dưa với ông nội, kết nghĩa anh em rồi. Chấm chấm chấm. Kết nghĩa anh em với ông nội. Tô Dực Cân nghe thấy lời này, nhất thời đen sầm mặt lại. Bây giờ, em còn có một thân phận khác, chính là thanh niên trẻ tuổi Tô Huyền Thiên, là em trai kết nghĩa của ông nội, đồng thời là chú Huyền Thiên của cha. Tô Thương cười khổ nói, chuyện này, khụ khụ, xưng hô có chút loạn xạ, nhưng đại khái là như vậy đó. Em trai, em có chút hổ báo rồi nha, chuyện này mà cũng làm ra được nữa. Tô Dực Cân tối sầm mặt lại nói. Em cũng là bất đắc dĩ thôi. Tô Thương nói chị không biết đâu, lúc đó ông nội cứ nắm chặt lấy tay em, không để em đi, bắt em phải kết nghĩa với ông ấy. Lúc đầu em còn cự tuyệt, nhưng ông nội cứ quấn lấy em, nhất mực đòi kết nghĩa, em cũng thật sự hết cách rồi, đành phải đồng ý với ông ấy. Tô Thương nói tiếp, em cứ nghĩ sau khi kết nghĩa xong thì có thể đi rồi, ai mà ngờ. Ông nội lại gọi cha tới, muốn mời em uống rượu. Cha vừa nhìn thấy em thì cứ mở miệng là một tiếng chú Huyền Thiên, khiến em nghe mà sởn cả gai ốc. Tô Thương cười khổ nói, sau đó trong nhà xảy ra vài chuyện, thực lực của em cũng mạnh rồi nên không tiếp tục che giấu nữa. Nhưng qua lâu như vậy,
em vẫn chưa dám nói thật với cha và ông nội biết, chủ yếu là em sợ, nếu như bọn họ biết em chính là Tô Huyền Thiên thì chắc sẽ đánh chết em mất. Ha ha! Vốn dĩ Tô Dực Cân còn cảm thấy cách làm của Tô Thương có chút không thỏa đáng, nhưng nghe đến đây, lại không nhịn được cười nói, đáng đời, Tô Thần Binh, không ngờ ông cũng có ngày hôm nay, tự gọi con mình là chú, lần này tôi muốn xem mặt mũi ông giấu đi đâu được. Em trai, yên tâm đi, chị cùng em trở về Giang Bắc, có chị ở đây, Tô Thần Binh đừng mơ đụng vào được một sợi tóc của em. Tô Dực Cân đảm bảo nói. Hay quá, chị gái Oai Phong. Tô Thương nịnh nọt trước, rồi sau đó nghi ngờ nói chị, còn một chuyện nữa, đã chôn chặt trong lòng em rất lâu rồi. Tại sao thái độ của chị đối với cha lại tệ như vậy, thậm chí còn gọi thẳng tên cha nữa? Tô Thương hỏi tiếp, còn nữa, cha vậy mà cũng không hề trách cứ gì chị, ngược lại còn cảm thấy vô cùng áy náy với chị, giống như không dám đối mặt với chị, trước kia ông ấy đã làm chuyện gì sai sao? Đúng. Tô Dực Cân gật đầu. Nhìn Tô Thương rồi nói, em trai, lúc trước chị cứ tưởng em là một người bình thường nên chị mới muốn để em sống một cuộc sống bình yên như bao người bình thường khác, cho nên có rất nhiều chuyện không nói cho em biết. Nhưng mà, bây giờ em đã khác trước rồi, võ công của em thâm sâu khó lường, thậm chí bây giờ còn giết được cao thủ Thiên Tông, chuyện năm đó, bây giờ kể cho em nghe cũng không sao nữa rồi. Tô Dực Cân như đắm chìm vào hồi ức, nói tiếp, kỳ thực. Nhà họ Tô chúng ta không phải là một gia tộc bình thường ở thành phố, chúng ta đến từ núi Côn Luân, ông cố nội của chúng ta, từng càn quét cả một thời đại, thống trị cả giới luyện võ. Tô Thương nghe vậy, liền nói chị, chuyện này cha nói cho em biết rồi. Sau đó ông cố mất tích, tất cả các tông phái khác bao vây tấn công núi Côn Luân, chỉ còn mình ông nội là còn sống, mai danh ẩn tính, tạo dựng nên nhà họ Tô ở Giang Bắc. Ồ! Tô Dực Cân nhìn Tô Thương, dò hỏi, chuyện của mẹ, Tô Thần Binh cũng nói cho em biết rồi sao? Nói rồi. Tô Thương gật đầu nói, mẹ chưa chết, mộ phần ở Nghĩa Trang Vĩnh Ninh là giả, bây giờ mẹ đang bị giam lỏng ở vùng đất tế trời. Không nói chuyện gì khác nữa sao? Tô Dực Cân hỏi. Tô Thương lắc đầu nói, không có. Ha ha. Tô Dực Cân cười nhạo nói, xem ra ông ấy còn biết mình nhu nhược. Có một số việc xấu hổ không dám mở miệng ra nói cho em biết. Chị, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tô Thương không nhịn được liền hỏi. Em trai. Tô Dực Cân nói tiếp, kỳ thực, năm đó Tô Thần Binh hoàn toàn có đủ năng lực để giữ mẹ ở lại. Gì mà Sơn chủ Thái Sơn, cho dù là trụ cột của ba tông phái đỉnh phong của giới luyện võ dốc hết toàn bộ sức lực ra cũng đều không ngăn cản được ông ấy. Đáng tiếc, ông ta vì cái gọi là nguyên tắc của mình. Mà bỏ mặc cho mẹ chúng ta bị vùng đất tế trời bắt đi. 5 năm rồi, dòng dã 5 năm, ông ấy không hỏi không han gì đến mẹ, ông ấy có từng nghĩ mẹ đang chịu đựng nỗi thống khổ nhiều như thế nào không? Tô Dực Cân nghiến răng nói, còn chúng ta, mất mẹ, ngàn ngày đêm vất vả biết bao. Những thứ này, ông ấy hoàn toàn không có nghĩ đến, trong lòng của ông ấy chỉ biết đến nguyên tắc, chỉ có quy củ. Cái gì? Trụ cột của ba đại thế lực dốc hết toàn lực cũng không phải là đối thủ của cha sao? Cha mình vậy mà lại có thực lực như vậy sao? Lẽ nào cha mình là đang giả heo để ăn thịt hổ sao? Không thể nào. Nếu như cha mình mạnh như vậy, sao nhiều lần rơi vào hiểm cảnh, đặc biệt là 2 lần gần đây, nếu như không phải mình xuất hiện kịp thời cứu ông ấy thì e rằng ông ấy sớm đã chết mất tiêu rồi. Trong lòng Tô Thương đầy nghi hoặc. Truy hỏi chị không nhầm đó chứ? Em đã quan sát thực lực của cha rồi, bây giờ chỉ là hóa kình thôi, thực lực này đừng nói là ở giới luyện võ, cho dù là ở trong thành phố cũng chẳng tính là mạnh gì. Tô Thương nói tiếp, mà cấp bậc của Sơn chủ Thái Sơn ắt hẳn là thần tông, cha sao có thể là đối thủ của ông ta chứ? Đúng vậy. Tô Thần Binh đã trúng một loại độc, vốn dĩ ông ta đã vượt qua cảnh giới Thiên Tông rồi. Nhưng thực lực đang thoái hóa từ từ. Tô Dực Cân cười nhạo nói, nhưng em trai à, em tưởng nhà họ Tô chúng ta thật sự không có át chủ bài sao? Chị nói cho em biết, át chủ bài của nhà họ Tô chúng ra mạnh đến mức không còn gì để nói, Tô Thần Binh không đơn giản như ngoài mặt ông ấy biểu hiện ra đâu.
Tô Dực Cân suy nghĩ một lát rồi nói, tối hôm nay không phải chúng ta sẽ về Giang Bắc sao, đợi sau khi gặp Tô Thần Binh rồi, thì để ông ta chính miệng nói rõ với em, đến lúc đó em sẽ biết ông ấy tuyệt tình đến như thế nào. Cho dù là đã qua 5 năm, nhưng khi nhắc đến cha mình, Tô Dực Cân vẫn nghiến răng nghiến lợi tức giận. Tô Thương thấy vậy cũng không hỏi nữa, mà đổi qua chủ đề khác, cười nói, chị, đừng nói đến mấy chuyện này nữa, chúng ta đi thôi, em dẫn chị đến xem thứ này, chắc chắn chị sẽ thích cho mà xem. Tô Dực Cân gật đầu, sau đó mỉm cười nghi hoặc nói, thứ gì vậy chứ, em còn chuẩn bị quà cho chị sao? Ha ha, đến đó rồi chị sẽ biết, Tô Thương cười nói, thứ anh ấy muốn nói đó chính là Tô Tinh Hà. Được, được. Tiếp theo đó, Tô Thương liền cùng với Tô Dực Cân rời khỏi Bình Thân Vương Phủ, không lâu sau, hai người đã về đến trang viên nhà họ Trương. Vừa bước vào trang viên, Tô Thương liền nghe thấy tiếng nói chuyện của Tô Tinh Hà và Mạc Ngữ Yên. Tô Tinh Hà, đều trách cậu hết đó, đồ quỷ sứ đáng ghét, cậu làm bụng tớ bự lên rồi, sau này làm sao tớ đi gặp ai được nữa chứ? Tiểu Mạc Mạc, chuyện này không trách tớ được, tớ chỉ là... Cậu không muốn chịu trách nhiệm sao, mẹ nói không sai mà, đàn ông chẳng phải thứ tốt đẹp gì, tớ không thèm quan tâm đến cậu nữa. Đừng mà, tớ chịu trách nhiệm, tớ không cố ý mà, cậu đừng tức giận nữa, tớ cũng không biết là sẽ trở thành như vậy. Xía, cậu đang trốn tránh trách nhiệm. Không phải, được rồi, tớ thừa nhận, là do tớ làm. Cậu xin lỗi tớ đi. Xin lỗi, Tiểu Mạc Mạc. Tớ sai rồi. Tớ không nghe, tớ không nghe. Chấm chấm chấm. Tô Thương nghe thấy cuộc nói chuyện của hai đứa nhóc, nhất thời trố mắt đứng nhìn, trên mặt viết đầy chữ ngạc nhiên. Làm to bụng con người ta rồi ư. Lại còn không muốn chịu trách nhiệm sao? Tô Tinh Hà thế mà lại cả gan làm ra loại chuyện không bằng cầm thú như này. Cái thứ chết tiệt này, cái tốt không học lại học cái xấu, lại còn mới bây lớn thôi. Hả? Mà khoan đã. Tô Tinh Hà mới có tí tẹo như vậy, lông còn chưa mọc đủ, không hề có khả năng này đâu. Hai đứa trẻ mới có 4 tuổi mà thôi, chắc chắn sẽ không xảy ra loại chuyện này. Tô Thương đã xắn tay áo lên, anh tính vọt vào đánh Tô Tinh Hà rồi, nhưng nghĩ tới đây lại lập tức tỉnh táo lại. Anh mang theo sự tò mò mãnh liệt cho nên anh đã đi tới đỉnh viện, Tô Dực Cân cũng theo sát phía sau. Chỉ thấy một cô bé da rẻ trắng nõn đang ngồi ở trên bồn hoa, cô bé ôm bụng mình, vẻ mặt sầu não, chính là cô bé đáng yêu như búp bê ăn kẹo hồ lô lúc trước, Mạc Ngữ Yên. Tô Tinh Hà đứng ở bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười, cậu bé đang tìm cách lấy lòng cô bé đáng yêu. Lúc này, Tô Tinh Hà vừa làm xấu vừa nói, lè, Tiểu Mạc Mạc, cậu xem nè, tớ cũng đâu có đáng sợ đâu. Phụt. Mạc Ngữ Yên cười thành tiếng, Tô Tinh Hà, cậu giống như một tên ngốc vậy đó. Tiểu Mạc Mạc, cậu cười rồi kìa, he he he, chỉ cần cậu vui vẻ thì dù có làm một tên ngốc tớ cũng tình nguyện. Tô Tinh Hà tới gần Mạc Ngữ Yên, lấy lòng cười nói, cậu tha lỗi cho tớ nhé, tớ xin hứa sau này sẽ không bao giờ mua hamburger cho cậu nữa, để cho bụng bụng nhỏ nhỏ lại. Được rồi, tớ tha lỗi cho cậu đấy. Mạc Ngữ Yên rộng lượng cười nói. Hamburger sao? Tô Thương lộ ra một nụ cười khổ, rối bời cả nửa ngày nhưng hóa ra lại là chuyện như vậy. Con nít bây giờ nói chuyện đều dọa người như vậy. Sao? Cha ơi! Lúc này, Tô Tinh Hà nhìn thấy Tô Thương, cậu bê lập tức kéo tay Mạc Ngữ Yên dẫn tới trước mặt Tô Thương, kiêu ngạo nói, cha để con giới thiệu với cho một chút, cậu ấy tên là Mạc Ngữ Yên. Sau này cậu ấy sẽ là con dâu của cha đấy. Tiểu Mạc Mạc nhà con không yêu cầu gì cao lắm đâu, cho mấy tỷ làm sính lễ là được rồi. Còn những phần sính lễ khác, thì cha cứ cho đại mấy chục bình đan dược trong vòng tay lưu trữ của cha là được, con không chê ít đâu cha. Tô Tinh Hà nhìn xung quanh, ngay sau đó nói, còn về nhà cưới. Thì chỉ cần dùng trang viên này là được, mặc dù có hơi nhỏ, nhưng mà con thật lòng không chê đâu. Cốp. Tô Thương nghe xong, giơ tay lên cho Tô Tinh Hà một cái cốc đầu, anh nhíu mày nói, mới không đánh con có một lát mà giờ con lại ngứa đòn rồi đúng không? Y ra.
Tô Tinh Hà che đầu, lẩm bẩm nói, đau quá, cha, cha có thể chừa cho con chút thể diện lúc ở trước mặt con dâu cha không? Con còn muốn thể diện à, con mà không lịch sự với cô bé nữa thì coi chừng cha đánh hư đầu con đấy. Tô Thường hung dữ đe dọa nói. Tô Tinh Hà nhất thời luống cuống, chạy sang chỗ khác không dám nói nữa. Sau đó, ánh mắt Tô Thường dừng trên người Mạc Ngữ Yên, anh nhẹ nhàng cười nói, cháu bé, nếu như Tô Tinh Hà ăn hiếp con thì con cứ nói với chú nhé, chú sẽ giúp cháu dạy dỗ nó lại cho con. Tô Thường đã biết thân phận của Mạc Ngữ Yên, cô bé là con của người làm của nhà họ Trương. Bây giờ cha mẹ cô đều lựa chọn ở lại tiếp tục làm việc, cho nên Mạc Ngữ Yên cũng không rời khỏi trang viên nhà họ Trương. Chú ơi! Lúc này, Mạc Ngữ Yên không hề sợ người lạ mà cô bé còn nhìn thẳng Tô Thương, cười nói, Tô Tinh Hà không có ăn hiếp cháu đâu, chúng cháu đang chơi trò chơi gia đình, cậu ấy là chồng, còn cháu là vợ. Trò chơi gia đình sao? Thì ra là như vậy. Tô Thương cười nói, khi nào thì trò chơi gia đình của tụi cháu mới chơi xong vậy? Chắc cũng còn lâu lắm đấy ạ. Mạc Ngữ Yên thành thật nói, Tô Tinh Hà nói. Trò chơi này phải chơi rất nhiều năm mới xong ạ. Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Rất nhiều năm. Cái tên nhóc thối này, rõ ràng đang gài bẫy con gái nhà người ta mà, công nhận. Sao khá dữ vậy? Mới tí tuổi đầu đã biết trêu ghẹo em gái như vậy rồi, khá lắm, có một nửa phong cách của ông đây. Em trai. Lúc này, Tô Dực Cân ở cạnh đi qua đó, ánh mắt dừng ở trên người Tô Tinh Hà. Ngạc nhiên nói, hồi nãy nhóc con này gọi em là cha. Lẽ nào cậu bé này là... Tô Thương gật đầu, cười nói chị, nhóc tên là Tô Tinh Hà, là con trai của em đấy. Ha ha, Tô Dực Cân nghe anh nói như vậy, nhịn không được cười nói, tên nhóc cậu giỏi đấy, không nói không rằng gì cả, giờ còn có cả con trai rồi. Mà khoan đã, thoạt nhìn cậu nhóc cũng đã 4-5 tuổi rồi nhỉ. Sao chị không biết đến sự tồn tại của cậu nhóc vậy? Khụ khụ. Tô Thương thoáng có chút xấu hổ nói, thật ra, em cũng mới biết được chuyện này vào mấy ngày trước thôi. Hả, ý em là sao? Tô Dực Cân tò mò hỏi, vậy mẹ nhóc là ai vậy? Giang Tuyết Nhi, Tô Thương thành thật trả lời. Giang Tuyết Nhi sao? Lúc này Tô Dực Cân mới vỡ lẽ nói, họ Giang. Là cô gái nhà họ Giang 5 năm trước sao? Sau khi em uống say thì làm lớn. Chị à, khụ khụ. Tô Thương kéo quần áo Tô Dực Cân, nhỏ giọng nói, trước mặt con nít, chị cũng chừa cho em chút thể diện đi nhé. Ha ha, được thôi. Tô Dực Cân khẽ cười, sau đó ngồi xổm xuống cưng chiều khẽ xoa đầu Tô Tinh Hà, cười nói, nhóc con, cháu có biết cô là ai không? Cháu đâu có ngốc đâu. Cô là cô cháu. Tô Tinh Hà lập tức khởi động chế độ dẻo miệng, cái miệng nhỏ nhắn giống như thoa mật. Cô ơi, cô thật xinh đẹp, đẹp như thần tiên vậy đó, cô với cha cháu không phải chị em ruột đúng không ạ? Vẻ mặt Tô Dực Cân khẽ đờ ra một chút, sau đó hỏi cháu, làm sao cháu biết vậy? Chuyện này đơn giản thôi mà, mặc dù cha cháu không xấu, nhưng dáng vẻ cũng bình thường thôi, chỉ có thể nói là trên mức trung bình mà thôi. Tô Tinh Hà nói tiếp, nhưng cô lại đẹp vô cùng luôn, đẹp nghiêng nước nghiêng thành, là sắc nước hương trời, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt hẹn, cho nên cháu chắc chắn cha với cô không phải chị em ruột thịt đâu. Cùng một mẹ sinh ra thì sẽ không có khả năng có chênh lệch lớn như vậy. Tô Dực Cân nghe vậy, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cô ấy khẽ xoa đầu Tô Tinh Hà, cười nói, ha ha, nhóc con, không sai, tương lai con sẽ mạnh hơn cha con nhiều. Chết tiệt. Sắc mặt Tô Thương nhất thời tối sầm lại, lẩm bẩm nói, Tô Tinh Hà, con nói ai dáng vẻ bình thường. Nói xong, Tô Thương đi tới bóp lấy mặt Tô Tinh Hà, chuẩn bị gõ cho cậu bé một trận. Ui ra đau đau. Tô Tinh Hà tủi thân cầu cứu, cô ơ, đau chết cháu rồi, cứu cháu với. Làm bộ hả, con làm bộ tiếp đi, cha còn chưa dùng sức nữa đâu. Tô Thương cười lạnh nói. Với lại, chắc con chưa biết rồi, chị gái thương cha nhất đấy, cha có làm sai chuyện gì thì đều có chị ấy gánh vác, chị ấy thương cha nhất cho nên chắc chắn không có chuyện sẽ giúp. Úi! Tô Thương đang nói, nhưng lúc này, Tô Dực Cân lại bóp lấy mặt anh,
nghiêm túc nói, buông tay ra, đừng có nhéo cháu trai của chị đấy. Chị làm gì vậy, em là em trai của chị, là đứa em trai mà chị yêu thương nhất, sao chị lại nhéo em làm gì? Em đã không phải nữa rồi. Tô Dực Cân cười nói, bây giờ người mà chị yêu thương nhất chính là cháu trai của chị. Em buông tay nhanh lên, bằng không thì chị sẽ dùng sức đấy. Em, cái quái. Tô Thương bị ép phải buông tay ra, nhìn Tô Dực Cân cười khổ nói, cho nên, chị à, tình yêu sẽ biến mất đúng không? Tô Dực Cân không thèm để ý tới Tô Thương, mà lại dịu DNGF nói, cháu trai, cháu còn đau không? Đau ạ, hu hu hu. Tô Tinh Hà khóc lóc thảm thiết, cha thường hay véo mặt con lắm, cô ơi, cô nhất định phải đòi lại công bằng cho con. Tô Thương, lần sau em đừng có nhéo nữa, nếu để chị nhìn thấy thì đừng trách sao chị không khách sáo với em đấy. Tô Dực Cân sầm mặt uy hiếp. Tô Thương. Đệt. Tuyệt tình vậy luôn cơ á, giờ không thèm gọi em trai luôn. Cái quái quỷ gì đây? Anh sinh một đứa con trai ra giờ nhóc lại đi tranh giành tình cảm với anh, cái này là chuyện gì vậy nè? Tô Thương liên tục cười khổ, sau đó giải thích, chị à, em làm vậy là đang giúp nhóc đấy, véo mặt nhóc cho nhóc đẹp trai thêm một chút, không phải lúc còn nhỏ chị cũng hay véo mặt em như vậy sao? Khi ấy, nhéo mặt thì liên quan gì đến chuyện lớn lên sẽ đẹp trai chứ? Chị à, nhưng lúc trước chị đã nói như vậy mà. Tô Dực Cân nghe anh nói như vậy, nghiêm túc nói, chị chỉ lừa em mà thôi. Tô Thương. Tình cảm của bà chị này thay đổi đích xác triệt để thật đấy. Từ yêu thương dành cho em trai, giờ hoàn toàn chuyển sang cháu trai, thật sự không lưu lại chút gì cả. Cô ơi, ở chỗ cha có ba lô của cháu, ba lô kia là mệnh căn của cháu, bên trong có bình sữa, bánh quy gấu nhỏ của cháu nữa. Lúc này... Tô Tinh Hà đáng thương nói, cô ơi, cô có thể cầu tình giúp cháu, kêu cha trả đồ lại cho cháu không? Tô Thương. Tô Dực Cân nghe được lời này, lập tức trừng mắt liếc nhìn Tô Thương một cái, sao ngay cả đồ của trẻ con em cũng cướp hả, còn không mau đem ba lô ra đây? Mẹ nó. Tô Thương đen mặt, thấy Tô Tinh Hà ngồi xổm phía sau bà chị, đắc ý vênh váo cười hì hì, anh hận không thể bốp bốp đánh đầu con trai để nó hỏng luôn cho rồi. Nhưng có chị ở ngay cạnh, động thủ có chút không thực tế. Không có cách nào khác, Tô Thương đành lấy ba lô từ vòng tay lưu trữ ra, trả lại cho Tô Tinh Hà. Cô ơi, cô lợi hại quá, cha vậy mà lại nghe lời cô. Tê Tinh Hà đeo ba lô, vuốt mông ngựa nói. Này, đưa cả vòng tay lưu trữ đây. Tô Dực Cân liếc mắt nhìn Tô Thương một cái, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Tô Tinh Hà, nhẹ nhàng cười nói, đó là đương nhiên. Về sau có. Chuyện gì cứ trực tiếp nói với cô sẽ lấy lại công bằng cho cháu. Tuyệt quá, cô xinh đẹp dịu dàng tốt bụng hào phóng của cháu, từ nay về sau cô chính là thần bảo hộ của cháu. Tô Tinh Hà ôm chặt đùi Tô Dực Cân, còn dùng đầu cọ cọ lấy lòng. Một phen chơi đùa qua đi, Tô Dực Cân dẫn Tô Tinh Hà và Mạc Ngữ Yên sang một bên chơi. Còn Tô Thương, gọi mấy người Tiêu Đình, Hứa Sơn Cư, Trương Hiểu Ngọc tới. Chủ nhân, thành viên huyết đồ tập kết xong xuôi rồi, toàn bộ canh giữ bên ngoài trang viên, tùy lúc đều có thể rời đi. Lúc này, Tiêu Đình nói. Ừ, được rồi. Tô Thương gật đầu, ánh mắt tiếp đó nhìn Hứa Sơn Cư, nhàn nhạt nói, Hứa Sơn Cư, huyền quy sát ngàn năm, lấy được rồi sao? Hồi bẩm chủ nhân, đã lấy được, chuyện này còn phải cảm ơn Đại Thái Thượng nữa. Hứa Sơn Cư cung kính đáp lại, lúc đó, sau khi ngài rời đi, thuộc hạ đã đề cập việc này với Đại Thái Thượng, Đại Thái Thượng trực tiếp tới Dược Vương Điện, đem tất cả dược liệu ngài cần tới. Nói xong, Hứa Sơn Cư giao cho Tô Thương một cái bọc, bên trong là huyền quy sát ngàn năm. Tốt lắm! Tô Thương thu cái bọc đó vào vòng tay lưu trữ, rồi nhìn về phía Trương Hiểu Ngọc, hờ hững cười nói, Trương Hiểu Ngọc, phiền cậu rồi. Điện chủ khách khí, ngài là điện chủ Dược Vương Điện, ra sức vì ngài là chức trách của tôi. Trương Hiểu Ngọc ôm quyền đáp lại, sau đó nhịn không được hỏi, điện chủ, chuyến đi đến Bình Thân Vương phủ lần này của ngài, kết quả ra sao? Ha ha, những cao thủ đó của Vương phủ đều bị huyết đồ giết hết cả rồi, chỉ còn Bình Thân Vương thôi.
Tô Thương cười nói, tôi đi một chuyến tới Kim Loan Đại Điện, trên Đại Điện, tôi đã mạt sát hết, việc này xem như đã kết thúc. Điện chủ thủ đoạn hơn người, thuộc hạ bội phục. Trương Hiểu Ngọc đầu tiên là khen ngợi, sau đó tò mò hỏi, tôi nghe nói trong vương phủ, có một vị cao thủ cảnh giới bán bộ thần tông, đến từ Tam Động Kiều, tên Cổ Hồng Nguyệt, thực lực sâu không lường được, điện chủ, ngài có nhìn thấy cô ấy không? Tôi không gặp. Tô Thương lắc đầu, rồi nhàn nhạt nói, người tên Cổ Hồng Nguyệt kia, hai ngày trước đã rời khỏi kinh đô rồi, cùng Trương Trường Sinh tới Giang Bắc. Giang Bắc. Trương Hiểu Ngọc dừng một chút, ngược lại như nghĩ tới gì đó, sắc mặt khó coi nói, điện chủ, cô ấy với Trương Trường Sinh tới Giang Bắc, không phải vì ép Dược Vương Điện chúng ta thỏa hiệp chứ? Không tồi. Tô Thương gật đầu nói, quả thật như thế, hiện tại Giang Bắc tình thế nguy cấp, chỉ một mình Trương Trọng Ngu, đối mặt với mấy vị bán bộ thần tông, hiển nhiên sứt đầu mẻ chán. Trương Trọng Ngu. Trương Hiểu Ngọc nghe được lời này, lập tức khó hiểu nói, điện chủ, ngài đang nói gì thế, không phải lão tổ tông của tôi đã chết rồi sao, sao lại? Tô Thương đón nhận ánh mắt của Trương Hiểu Ngọc, nhẹ nhàng cười nói, ông ta chưa chết, năm đó chỉ là giả chết mà thôi, hiện giờ đang ở Giang Bắc. Cái gì? Trương Hiểu Ngọc nghe vậy, trong mắt toát ra khiếp sợ tột cùng. Được rồi, tình huống Giang Bắc đặc thù, chúng ta đừng trì hoãn thời gian thêm nữa. Tô Thương thúc giục, Tiêu Đình, tôi muốn cậu liên hệ với Lưu Huy, cậu liên hệ thế nào? Đại thiếu gia, đã xong hết rồi, máy bay trực thăng lớn đã đậu bên ngoài kinh đô. Tiêu Đình cung kính nói. Tốt lắm, Tô Thương nghiêm mặt nói, chuẩn bị xuất phát, trở về kinh đô, Trương Trường Sinh và Cổ Hồng Nguyệt, phải chết. Đúng vậy. Tiêu Đình và Hứa Sơn Cư đáp lời. Điện chủ. Lúc này, Trương Hiểu Ngọc mở miệng nói, thuộc hạ muốn cùng mọi người tới Giang Bắc. Được. Tô Thương nhẹ nhàng gật đầu đồng ý rồi xuống dưới. Tiếp theo. Tô Thương tìm thấy chị gái và Tô Tinh Hà, sau đó bắt đầu hành trình trở lại Giang Bắc. Nhưng điều đáng nói chính là, Tô Tinh Hà một hai phải đưa Mạc Ngữ Yên theo. Sau khi Tô Thương dò hỏi ý kiến cha mẹ Mạc Ngữ Yên, liền dẫn theo cả nhà Mạc Ngữ Yên lên máy bay trực thăng. Có điều, Vương Phú Quý và Lưu Sở Điềm cũng không hề rời đi, mà ở lại kinh đô, định giải thích tình hình với Lưu gia, rồi mang theo Lưu Sở Điềm quay về Giang Bắc. Hiện giờ, uy danh Tô Thương vang vọng các đại gia tộc khắp kinh đô, dù Vương Phú Quý và Lưu Sở Điềm có ở lại kinh đô cũng sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào cả. Vì vậy Tô Thương cũng không éo buộc, để Vương Phú Quý ở lại câu thông chút cảm tình với bố vợ mẹ vợ. Vù vù vù. 10 giờ tối, máy bay trực thăng chậm rãi bay lên không, cắt qua tầng mây, nhanh chóng rời khỏi kinh đô. Buổi sáng hôm sau, đoàn người Tô Thương thành công đến vùng đất Giang Bắc này. Một lúc sau, Lưu Huy điều khiển máy bay trực thăng, bay trở lại chợ đen Cửu Môn. Tô Thương dẫn theo những người khác, tới trang viên Tô gia trước, định gặp cha và ông đã, rồi mới giải quyết chuyện của Y Vân Sơn Trang sau. Giờ phút này, trang viên Tô gia, mật thất ngầm. Cha, con nghe người hầu đưa cơm nói, hôm qua kinh đô xảy ra chuyện lớn, Bình Thân Vương hình như bị giết, hơn nữa còn bị giết ngay tại Kim Loan Điện, hoàng chủ cũng có mặt. Ừ. Ngoài cái này ra, nghe nói hoàng chủ còn sắc phong chủ soái tam quân mới, mà người kia, lại là người giết chết Bình Thân Vương, cha nói có kỳ lạ không, trước mặt mọi người giết Bình Thân Vương. Vậy mà còn được phong thưởng. Ừ. Con nghe nói Bình Thân Vương có ý đồ mưu phản, tân chủ soái kia có công bình định phản loạn. Đúng rồi, nghe nói chủ soái kia họ Tô, cha, cha nói xem có trùng hợp không, lại cùng họ với chúng ta. Ừ. Cha, chẳng lẽ cha không tò mò rốt cuộc người kia là ai sao? Không tò mò. Nhưng con tò mò, người hầu chỉ là cái biết cái không. Con đoán rằng có lẽ hiện giờ các đài truyền hình lớn đều đang bàn luận về chuyện tại Kim Loan Điện ngày hôm qua, ít nhiều gì thì chúng ta vẫn biết được chút tin tức hữu ích mà. Sau đó thì sao, thần binh, rốt cuộc con muốn nói gì? Khụ, cái kia, cha, ý con là, cha có thể đừng xem mấy tiết mục tuyển tú nữa được không, chuyển sang kênh nào đứng đắn chút, chúng ta quan tâm tới quốc gia đại sự nhé. Không được,
cha già rồi, không có hứng thú với quốc gia đại sự đâu. Tô Thần Binh nằm trên giường, lộ ra nụ cười khổ bất đắc dĩ, thực sự hết cách với Tô Kiền Khôn rồi. Đúng lúc này, đoàn người Tô Thương trở lại trang viên. Thu xếp ổn thỏa cho Tô Tinh Hà xong, Tô Thương và chị anh Tô Dực Cân cùng tiến vào mật thất ngầm. Cha, có người vào, mau tắt TV đi. Thấy bên ngoài có động tĩnh, Tô Thần Binh vội vàng nhắc nhở. Tô Kiền Khôn vội vàng tắt TV đi, làm như không có gì nhìn trần nhà. Cha! Ông! Tô Thương cười chào hỏi. Ông! Tô Dực Cân chỉ chào hỏi Tô Kiền Khôn, ánh mắt dừng trên người Tô Thần Binh, về mặt đầu tiên là lo lắng và quan tâm, nhưng sau đó lại cười lạnh nói. Ha ha, Tô Thần Binh, không ngờ ông lại rơi vào kết cục thế này, xứng đáng. Dực Cân, con về rồi à? Ánh mắt Tô Thần Binh, nhìn vào Tô Dực Cân, trực tiếp không để ý đến thái độ của Tô Dực Cân đối với ông ấy, trên mặt lộ ra nụ cười hiếm thấy, ánh mắt tràn đầy cương triều. Im miệng! Tô Dực Cân giọng điệu lạnh lùng nói, Tô Thần Binh, ông không có tư cách để gọi tên của tôi. Nếu như không phải nhìn ông biến thành tàn phế, thì hôm nay nhất định phải cùng ông đấu một trận, để ông biết được thời gian này tôi đã tiến bộ thế nào. Tuy là Tô Dực Cân sắc mặt rất khó coi, nhưng thật ra trong lòng vẫn lo lắng cho Tô Thần Binh. Trên đường đi, Tô Thương đã nói rõ hết những chuyện xảy ra cho Tô Dực Cân nghe. Tô Dực Cân nghe thấy xương cốt của cha và ông nội vỡ vụn, sắc mặt cũng thay đổi, vội vàng kéo Tô Thương, muốn đến thăm cha và ông nội. Chỉ có điều, ở trước mặt Tô Thần Binh, cô ấy lại giấu đi sự lo lắng của mình. Bởi vì Tô Dực Cân vẫn còn ghi hận Tô Thần Binh, hận ông ấy để mẹ mình rời đi. Lúc này, Tô Thần Binh thấy con gái cứ hận mình như thế, niềm vui trong ánh mắt dần biến mất, cảm xúc lại thêm uể oải hơn. Dực Cân, Tô Kiền Khôn bên cạnh, kêu tên Tô Dực Cân. Tô Dực Cân đi đến, ngồi trước giường bệnh Tô Kiền Khôn, nhẹ nhàng nói, ông nội, cháu đây. Cháu đừng trách cha cháu nữa, chuyện năm đó, nó có khổ tâm bất đắc dĩ mà. Tô Kiền Khôn thở dài một hơi, sau đó ý tứ sâu xa mà nói, huống hồ chuyện đã qua lâu như vậy, cháu tha thứ cho nó đi. Không thể. Tô Dực Cân nghiến răng nghiến lợi nói, thời gian trôi qua càng lâu, chứng tỏ mẹ rời khỏi nhà này càng lâu, nỗi hận của cháu với ông ấy sẽ chỉ có thể càng ngày càng tăng mà thôi. Cháu hận ông ấy, vì sao ông ấy rõ ràng có thể lựa chọn giữ mẹ cháu lại, nhưng lại làm con rùa rụt cổ chứ? Vì sao mà từ bỏ niềm vui gia đình của chúng ta khi bên nhau, mà lựa chọn kiên trì theo cái gọi là quy định chứ? Nói xong, ánh mắt Tô Dực Cân liền nhìn vào Tô Thần Binh, trong mắt tràn đầy ý hận. Ai ya! Tô Kiền Khôn nghe vậy, thở dài một hơi, không muốn nói nhiều lời mà như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Cha! Lúc này, Tô Thương đi đến bên cạnh Tô Thần Binh, oán giận nói, cha cũng quá đáng quá rồi. Chuyện quan trọng như vậy, thế mà lừa con có còn là con của cha nữa không hả? Cha giấu giếm con cái gì chứ? Con giả vờ nữa. Tô Thương nhìn Tô Thần Binh, nói tiếp chị gái đã nói cho con biết, nhà họ Tô chúng ta không đơn giản như vậy. 5 năm trước, cha hoàn toàn có thực lực nghiền ép khắp nơi, dù là 3 thế lực lớn của giới cổ võ liên kết với nhau, cha cũng không sợ. Cha, nói thử xem. Còn át chủ bài của cha cuối cùng là cái gì, vì sao mà vẫn luôn không dùng tới chứ? Tô Thương vừa cười vừa nói, con là thiếu gia duy nhất nhà họ Tô, coi như truyền nam không truyền nữa, cha cũng nên nói cho con biết chứ, nếu không thì lỡ như có ngày nào đó cha chết đi, nội tình trong nhà họ Tô chẳng phải là thất truyền sao? Thằng danh con, mày nói bậy bạ gì thế hả, ai phải chết hả? Tô Thần Binh tức hổn hển, trừng mắt nhìn Tô Thương. Sau đó lắc lắc đầu nói, đừng nghĩ lung tung, bây giờ con còn chưa có tư cách. Thần Binh, nói ra đi. Bỗng nhiên, Tô Kiền Khôn bên cạnh, đưa ra quyết định, nghiêm túc nói, hôm nay Tô Thương và Tô Dực Cân đều ở đây, chúng nó cũng đã trưởng thành rồi, đây là lúc lấy trách nhiệm của nhà họ Tô nói cho chúng nó rồi. Cha, nhưng mà... Nghe cha, nói đi, như thế mới có thể hóa giải được mâu thuẫn của con với Dực Cân. Tô Kiền Khôn chân thành nói, huống hồ, chúng nó trước sau cũng phải biết, năm đó con 18 tuổi,
cha đã nói rõ tình hình của nhà họ Tô cho con rồi. Bây giờ Tô Thương đã 20 tuổi rồi, nó nhất định phải có trách nhiệm với nhà họ Tô nhiều hơn. Được. Tô Thần Binh cuối cùng cũng gật đầu, sau đó nói, Tô Thương, Dực Cân, hai con đến trước mặt cha đi. Tô Thương tất nhiên không vấn đề gì, trực tiếp lấy ghế ngồi xuống, yên lặng ngồi nghe. Hừm, tôi muốn xem thử, cuối cùng là ông muốn nói cái gì? Tô Dực Cân hừm lạnh lùng một tiếng, sau đó cũng đi đến, đứng bên cạnh Tô Thương. Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ chớp mắt thôi hai con đều đã lớn cả rồi. Dực Cân làm chiến thần, Tô Thương kém hơn một chút, nhưng cũng đã là người luyện võ cảnh giới hóa kình rồi. Nhìn thấy con trai và con gái, Tô Thần Binh hài lòng gật đầu, vừa cười vừa nói, được lắm, được lắm, hai người các con quả thật không tệ mà. Liên quan đến bí mật nhà họ Tô, cha chỉ muốn nói với con một phần, còn một phần khác, cha vốn định không nói cho các con biết, con muốn để phần trách nhiệm này, luôn ôm vào mình. Nhưng giờ ông nội đã mở miệng nói, hơn nữa cha lại biến thành bộ dạng này, đã không có năng lực cũng không cần thiết phải giữ nữa, nhất định hôm nay cha sẽ nói hết toàn bộ cho các con. Tô Thần Binh nghiêm túc nói. Cha, cha có thể đừng có màu mè nữa được không, nhanh nói chuyện chính đi, con đang chờ đây. Tô Thương thúc giục nói. Thằng danh con này, gấp gì mà gấp chứ. Tô Thần Binh trợn mắt nhìn Tô Thương, sau đó nhìn Dực Cân, liên tục nói, có liên quan đến chuyện của ông cố Tô Vô Kỵ của các con, lúc trước cha có nói qua cho các con nghe rồi. Ông ấy có được cái duyên kỳ lạ, thiên phú khác thường, là cao thủ có 102 trong thiên hạ, nghiền ép cả một thời đại. Ông cố các con, sở dĩ có được loại khả năng này, hoàn toàn là vì hệ thống tu luyện của ông ấy. Tô Thần Binh nói tiếp, bên trong giới luyện võ, tất cả mọi người tu luyện đều là hệ thống luyện võ, dùng nội công tâm pháp luyện được chân khí. Nhưng mà ông cố Tô Vô Kỵ của các con, lại là một người tu chân, được gọi là chiến sĩ luyện khí. Chiến sĩ luyện khí tu luyện ra được năng lượng, gọi là linh khí, mặc dù cha chưa từng gặp qua, nhưng đây nhất định là một loại sức mạnh vượt qua chân khí. Tô Thần Binh nói tiếp, nghe nói, tu chân từ 3 đến 5 năm, thì có thể bắt kịp được rất nhiều người luyện võ cả đời nỗ lực. Thời kỳ thượng cổ, những chiến sĩ luyện khí thời tiền tần đó, một đệ tử trẻ tuổi bất kỳ cũng có thể so với thần tông bây giờ rồi. Tô Thần Binh mặt mũi đầy mơ ước nói, mà cảnh giới kia, hình như là trúc cơ, cảnh giới lớn thứ hai của tu chân, cảnh giới lớn đầu tiên chính là luyện khí. Với tình hình bình thường, nếu như linh khí đầy đủ, người bình thường tu chân, nhiều nhất là từ 3 đến 5 năm, cũng có thể trúc cơ thành công rồi. Tô Thần Binh nói, nhưng mà cảnh giới thần tông, cũng chỉ có người luyện võ thiên phú cực cao mới có thể đạt đến, đồng thời cũng cần tiêu hao mất 1 đến 200 năm. Đương nhiên, cái này không phải là quan trọng nhất, quan trọng là, tuổi thọ của người tu chân có thể tăng theo thực lực, thậm chí đến tận cùng thì có thể được trường sinh. Tô Thần Binh kết luận nói, bởi vậy có thể thấy được, người tu chân mạnh mẽ cỡ nào. Mà ông cố của các con, liền có cơ duyên kết hợp được phương pháp tu chân thần bí, đồng thời cũng đã đặt chân đến cảnh giới trúc cơ, tiếp theo là ngưng kết kim đan, trở thành người tu chân kết đan kỳ, tung hoành 5 sông 4 biển. Kiêu ngạo 9 phương trời 10 phương đất. Thiên hạ to lớn, không có nơi nào ông ấy không dám đi. Vùng núi tế trời, vùng núi giữa núi và biển, vùng núi nơi thâm sâu vân vụ, ba thế lực đỉnh phong, không khác gì hậu hoa viên của ông ấy, thậm chí các vùng đất khác ở nước ngoài cũng để lại dấu chân của ông ấy. Nói đến đây, Tô Thần Binh chuyển hướng, nghiêm túc nói, nhưng mà, mọi chuyện đều có ngoại lệ, ngay tại thời điểm cường thịnh của ông cố các con. Có một chuyện ngoài ý muốn phát sinh, vận mệnh của ông cố cũng đã thay đổi cực kỳ lớn. Người tu chân. Kết đan kỳ. Tô Thần Binh nói những lời này, chị gái Tô Dực Cân không hiểu được, nghe thấy rất mơ hồ không hiểu. Dù sao những từ này, cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, dưới sự hiểu biết của cô ấy, cả thế giới này chỉ có người luyện võ thôi. Tu chân cái gì mà trường sinh bất lão, quá hư ảo rồi. Nhưng Tô Thương thân là huyền thiên tiên đế lại say sưa nghe ngon lành. Không ngờ rằng ông cố Tô Vô Kỵ, lại có thể kết đan thành công. Bây giờ trái đất, một mặt là linh khí mỏng manh, muốn tu luyện thì cực kỳ khó khăn. Một mặt khác,
Tô Thương đã sớm nhận ra được quy luật lẽ thường ở trái đất đã thay đổi, để thăng cấp cho người tu chân là cực kỳ khó khăn. Nói đơn giản hơn, ở Huyền Thiên Tiên vực đặt chân đến Nguyên Anh kỳ là rất khó khăn, giống như muốn trúc cơ thành công ở trái đất cũng không khác biệt mấy. Tu chân vốn là nghịch thiên mà đi, bây giờ quy luật ở trái đất thay đổi, độ khó khăn của nghịch thiên càng gia tăng cực lớn. Dưới tình hình này, ông cố có thể ngưng kết kim đan, tất nhiên là hoàn toàn xứng đáng là thiên tài tu chân. Đồng thời Tô Thương biết được tin, đặt chân đến kết đan kỳ, thì có thể kiêu ngạo ở trái đất, nắm trong tay toàn thiên hạ. Tất nhiên, Tô Thương cũng cực kỳ tò mò, chuyện ngoài ý muốn mà cha nói rốt cuộc là cái gì, thế là nhìn sang cha, chờ mong cha nói tiếp đoạn sau. Đại khái là ông cố Tô vô kỵ của các con ngưng kết kim đan năm thứ 9, nơi phía bắc Hoành Giang của nước Hoa, đột nhiên xảy ra một việc kỳ quái. Tô thần binh không dừng lại mà tiếp tục nói, mười mấy vạn dân chỗ đó, chết oan uổng chỉ trong vòng một đêm, tinh huyết toàn thân bị rút sạch, toàn bộ đều biến thành xác khô, cơ thể lại đen kịt giống như chúng kịch độc. Vì thế để tránh khủng hoảng, quan địa phương đã phong tỏa tin tức này lại, đồng thời bí mật xử lý những cái xác đó, nhưng mà chuyện này, vẫn bị ông cố Tô vô kỵ biết. Ông ấy đi vào hiện trường, xem xét tình hình, phát hiện màu đen trong những cái xác đó, lại có lưu lại linh khí, nên nhất thời nghiêm túc giải quyết việc này. Cho đến thời điểm đó, ông cố Tô vô kỵ của các con luôn cho rằng, trái đất bây giờ chỉ có một mình ông ấy tu chân, nhưng mà linh khí lưu lại bên trong những thi thể đó lại cho ông ấy thấy, ở trái đất tất nhiên còn có người tu chân khác nữa. Thế là, ông cố ẩn nấp, căn cứ vào vết máu để lại, ý định tra ra thân phận của người tu chân, dù sao vừa ra tay đã giết liền mấy vạn người, quá mức tàn ác, tuyệt đối không thể để người đó tiếp tục tàn phá bữa bãi như thế được. Tô thần binh kể lại, cuối cùng vào một buổi tối, ông cố các con đã gặp người đó. Ông ấy đoán không sai, đối phương đúng là người tu chân, nhưng người đó là ma tu. Căn cứ vào sổ ghi chép của thượng cổ, người tu chân cũng có nhiều phe phái, trong đó đại khái là chia thành hai loại. Một loại là người tu chân bình thường, dựa vào linh thạch, đan dược, tu luyện để thăng cấp, một loại khác thì là đi theo con đường bất chính, lấy thôn phệ tinh huyết, hút linh hồn, từ đó nâng cao thực lực của mình. Tô thần binh nói tiếp, đối với người tu chân mà nói, ma tu không có gì đáng trách, thế giới tu chân tàn khốc quá mức, kẻ mạnh nhất mới có thể tồn tại. Nhưng ông cố con trong lòng lại mang thiên hạ, không thể trơ mắt nhìn nhiều sinh mạng vô tội như vậy chết trong tay ma tu, nên muốn nói chuyện với đối phương, ý đồ để tên ma tu kia rời khỏi nước Hoa, chuyện bên ngoài nước Hoa, ông ấy không xen vào. Nhưng mà tên ma tu kia lại không thèm để ý đến, làm việc cực kỳ bá đạo, vì thế đàm phán thất bại. Tô thần binh nghiêm mặt nói, thế là, ông cố con ra tay, đánh nhau với người đó, đánh từ dưới đất lên tận trời. Mấy ngày mấy đêm, cuối cùng bản thân chịu trọng thương, nhưng cũng đã đánh bại tên đó. Nhưng tên ma tu đó thật sự quá cường đại, linh hồn gần như bất diệt, dù là cơ thể bị hủy hoại nhưng vẫn không có cách nào giết chết được. Thế là, ông cố của con liền dùng chí bảo của chính mình, tháp lưu ly 9 tầng, trấn áp linh hồn tên ma tu kia, khiến cho ông ta vĩnh viễn không thể siêu sinh. Sau khi giải quyết được ma tu, ông cố còn từ chỗ đối phương đó. Nhận được một số cơ duyên, từ đó đột phá kết đan, đặt chân đến cảnh giới Nguyên Anh. Ngày đó, bầu trời chợt thay đổi, mây đen cuồn cuộn kinh hãi từng cơn. Tô thần binh hoang mang nói, ngày tháng sau này, ông cố con liền biến mất luôn, giống như đã biến mất khỏi thế gian này vậy. Bên trong giới cổ võ, rất nhiều người chứng kiến hình ảnh ông cố con đột phá, mỗi người nói một kiểu. Có người nói, ông cố con đi con đường nghịch thiên. Phải chịu khiển trách của ông trời, cũng có người nói, ông cố con giống như những chiến sĩ luyện khí, đi đến một thế giới khác rồi. Nói tóm lại, các tông phái lớn đều cho rằng, ông cố con biến mất, cũng vĩnh viễn không có cách nào trở về nữa. Tô thần binh nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đầy phẫn nộ nói tiếp, thế là, bọn họ liền hợp lại, đánh giết vào Côn Luân, muốn tiêu diệt nhà họ Tô, ý đồ tìm đến phương pháp tu luyện của ông cố con. Chuyện sau đó, các con cũng biết, chỉ có ông cố con trốn thoát, giữ lại được huyết mạch nhà họ Tô. Tô thần binh chắc chắn nói, nhưng họ đều đã sai rồi, bởi vì ông cố con, còn ở trái đất, thậm chí từng ở chiến trường,
ra tay cứu ông nội các con. Chỉ có điều, từ đó về sau, ông ấy hoàn toàn biến mất, hơn 100 năm rồi, từ đầu đến cuối vẫn chưa xuất hiện. Tô Thần Binh lần nữa nghiêm túc nói, nhưng cha dám khẳng định, ông cố con vẫn còn sống, hơn nữa vẫn luôn ở trái đất này. Nói xong, Tô Thần Binh dừng lại. Người tu chân. Tô Dực Cân cực kỳ chấn động, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, cảm thấy lời cha nói khó có thể tin được. Nhưng rõ ràng, cha sẽ không lừa dối mình, vì thế nên cũng không nghi ngờ. Nguyên Anh. Tô Thương sở dĩ giật mình, là vì cảnh giới của ông cố. Theo như lời cha nói, ông cố ở trái đất này chỉ dùng 9 năm, đã từ kết đan kỳ đột phá đến Nguyên Anh kỳ. Đây quả thực không thể tưởng tượng được. Dù là ở Huyền Thiên Tiên Vực, dùng thiên kiêu của tông phái lớn cũng phải hao tốn mấy chục năm tài năng mới đạt được, nói gì đến chuyện ở trái đất này quy luật trời đất đã có thay đổi lớn. Tư chất của ông cố Tô Vô Kỵ, lại một lần nữa đổi mới được nhận thức của Tô Thương. Hừm. Lúc này, Tô Dực Cân phản ứng lại, hừ lạnh một tiếng, nói nhiều như vậy, cha vẫn không nói ra chuyện nhà họ Tô, còn nữa, cha không muốn nói rõ nguyên nhân sự việc nhà họ Tô. Dực Cân, đừng vội, bây giờ cha sẽ lấy cho các con nhìn. Tô Thần Binh lộ ra một nụ cười. Sau đó vừa suy nghĩ trong đầu, thì một vật thể lập tức từ trong đầu ông ấy nổi lên. Vậy này cao khoảng 20 cm, bên trên hẹp bên dưới bao quát, y hệt như hình dáng một tòa tháp, toàn thân tản ra ánh sáng mờ mịt. Ngôi tháp nhỏ này có 9 tầng, phía trên có những đường vân thần bí khó lường, mỗi một tầng lại đều có hình vẽ thần linh. Cùng Kỳ, Thao Thiết, Chi Long, Tỳ Hưu, một thần thú, trấn giữ một tầng. Đây cũng là chí bảo của ông cố con, bởi vì có 9 tầng, mà toàn thân lại tản ra ánh sáng lưu ly, nên ông cố con gọi là tháp lưu ly. Tô Thần Binh nằm trên giường bệnh, nhìn vào đỉnh đầu tháp lưu ly, nói tiếp, năm đó, ông cố con cũng là từ trong tầng thứ 9 của tháp lưu ly, thu được môn pháp tu chân, tìm thấy con đường trở thành người mạnh nhất thiên hạ, càn quét tất cả thiên kiêu. Trước khi ông cố con bị Nguyên Anh kỳ đánh vào, đã lấy tháp lưu ly giao cho ông nội con. Tô Thần Binh tiếp tục nói, lúc này, tên ma tu ở nước Hoa Hành Hung, đã bị trấn áp tại bên trong tòa tháp lưu ly này. Tháp lưu ly 9 tầng. Giờ này phút này. Ánh mắt Tô Thương, trừng trừng nhìn vào tháp lưu ly 9 tầng đang lơ lửng giữa không trung, bên trong ánh mắt tản ra ánh sáng khác thường, cảm xúc cực kỳ kích động, tháp hư không. Tháp hư không, của mình. Ở kiếp trước, Tô Thương khởi điểm rất bình thường, sở dĩ có danh xưng Huyền Thiên Tiên Đế, hoàn toàn là vì lúc còn trẻ, đã lấy được một bảo vật quan trọng. Với bảo bối quý báu đó, Tô Thương dấn thân vào con đường tu chân trong cuốn tiểu thuyết mà chính anh làm nhân vật chính, một đường chém giết, sát phạt, ca vang khúc ca khải hoàn, cuối cùng trở thành cao thủ chí cường của trời đất, và được xếp vào hàng ngũ tiên đế. Mà món bảo vật quan trọng kia, chính là tháp hư không. Tháp hư không, cũng có 9 tầng. Tầng thứ nhất, là thần thú Thao Thiết chấn giữ, nuốt được hết thiên hạ. Tô Thương truyền cho thuộc phân thần phẩm công pháp, thôn thiên linh thú quyết, cũng chính là đến từ linh hồn của Thao Thiết. Tầng thứ hai, cùng kỳ chấn thủ, là nguồn sức mạnh chính, cực kỳ lớn mạnh, có thể rời sông lấp biển, cơ thể lại không thể bị phá vỡ. Thành viên huyết đồ tu luyện thanh minh luyện thể thuật, cũng đến từ thần thú cùng kỳ. Tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm. Mỗi một tầng của tháp hư không, đều có một vị thần thú chấn giữ, so với tháp lưu ly 9 tầng, không có khác biệt lắm. Thậm chí, từ khi tháp lưu ly 9 tầng xuất hiện, Tô Thương liền có cảm giác, cái này, chính là tháp hư không của mình. Loại cảm giác này, tất nhiên sẽ không sai. Tháp hư không của mình, sao lại xuất hiện ở đây? Lúc trước, mình lựa chọn tự nổ, làm nổ tung địa ngục cửu U, vì thế linh hồn mới có thể trọng sinh ở trái đất, theo lý thuyết mà nói, tháp hư không cũng phải hủy diệt theo mới đúng chứ. Tô Thương nhíu mày, sau khi kích động, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ, coi như tháp hư không đi theo mình đến trái đất, nhưng dòng thời gian thì lại không đúng. Theo như lời cha nói, tháp hư không có từ hơn 100 năm trước. Đã được ông cố lấy được rồi. Mà mình gần đây mới trọng sinh tại trái đất,
thời gian không chính xác. Tô Thường nghĩ trăm đường vẫn không có cách giải, cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra. Ngay thời điểm Tô Thường đang nghi ngờ, Tô Thần Binh nói tiếp, Dực Cân, con nói đúng rồi. Làm truyền nhân nhà họ Tô, tháp lưu ly 9 tầng bây giờ nằm trong tay, cha có thể sử dụng tòa tháp lưu ly này. Tô Thần Binh thoáng có chút kiêu ngạo, tiếp tục nói, nếu cha sử dụng tòa tháp này, trong chớp mắt cha sẽ có được sức mạnh chi phối thiên hạ, trở nên mạnh mẽ giống như ông cố con trước kia. Đừng nói đến vùng núi tế trời, có bảo tháp bên cạnh, cha có thể lật tung toàn bộ giới luyện võ. Nói xong, Tô Thần Binh liền cười khổ, nhưng mà, cha cũng không phải chủ nhân của tháp lưu ly. Thậm chí, đến ông cố của con, cũng không phải là chủ nhân của tòa tháp này. Theo như lời ông cố nói, chủ nhân của tháp lưu ly 9 tầng, không thuộc về thế giới này, vì đó phải là người mạnh mẽ khủng khiếp, ông ấy có được tòa tháp chỉ là để ông ấy tạm thời bảo quản mà thôi, còn về những chuyện khác, ông cố không có nói nhiều. Tô Thần Binh nói tiếp, bởi vì không phải chủ nhân của tòa tháp này, nên khi sử dụng cũng không thể thoải mái sử dụng nó bằng chính tay của mình. Ông cố của các con còn đỡ hơn một chút, là người tu chân, cơ thể có được linh khí, miễn cưỡng có thể thôi động tòa tháp lưu ly 9 tầng này. Tô Thần Binh liên tục cười khổ nói, nhưng cha thì khác, cha tu luyện là hệ thống luyện võ, không có linh khí, căn bản là không có cách thôi động được toàn tháp này. Nhưng ông cố của con trước khi đi, đã để lại một luồng linh khí ở bên trong tòa tháp, vì thế, cha có thể sử dụng tháp lưu ly 9 tầng một lần. Lời này vừa nói ra, Tô Dực Cân liền hỏi, nếu như vậy, 5 năm trước vì sao cha không dùng tòa tháp này, giữ mẹ lại chứ? Ai ya, Dực Cân, con có chỗ không biết rồi. Tô Thần Binh nghe vậy, thở dài một hơi, sau đó giải thích, cha có thể sử dụng, là sức mạnh tầng thứ 2 của tòa tháp lưu ly 9 tầng này, mà tầng này chính là nơi ông cố giam giữ tên ma tu năm đó. Một khi mở ra, mặc dù cha sẽ có được sức mạnh vô cùng vô tận, càn quét ngang dọc khắp nơi. Nhưng cùng lúc đó, cũng sẽ đem linh hồn tên ma tu kia thả ra ngoài, làm hại dân chúng. Tô Thần Binh nghiêm mặt nói, ông cố của con trước khi đi, đã dặn dò rất kỹ càng, trừ khi tên ma tu đó xông ra khỏi phong ấn, thoát khỏi tòa tháp, nếu không thì cho dù là nhà họ Tô diệt vong, cũng không thể sử dụng sức mạnh của tháp lưu ly 9 tầng. Đúng vậy. Lúc này, Tô Kiền không vẫn luôn im lặng. Bỗng mở miệng nói bổ sung, năm đó cha của ông, tự tay đem tòa bảo tháp này giao cho ông, nói ra lời dặn dò này, ông luôn ghi nhớ rõ trong lòng. Vì thế, hơn 100 năm trước, dù là nhà họ Tô ở Côn Luân gặp đại nạn, ông cũng không lấy tháp lưu ly 9 tầng ra dùng. Tô Kiền Khôn nhìn bảo tháp đang lơ lưng giữa trời, ý tứ sâu xa nói, tòa bảo tháp này giống như chiếc hộp Pandora, cơ hội và nguy hiểm cùng nhau tồn tại. Chiếc hộp Pandora, trong thần thoại Hy Lạp, chiếc hộp Pandora là một chiếc hộp mà nàng Pandora người phụ nữ đầu tiên đến thế giới loài người sở hữu. Nàng Pandora đã được thần rất dặn kỹ rằng không được mở chiếc hộp đó ra. Nhưng với sự tò mò của mình, Pandora đã mở chiếc hộp ra và tất cả những gì trong chiếc hộp kỳ bí đó đã khiến cho tất cả những điều bất hạnh tràn ngập khắp thế gian, thiên tai, bệnh tật, chiến tranh. Theo như nhiều phiên bản của truyền thuyết, chiếc hộp chỉ còn sót lại một điều là hy vọng để cho loài người để có thể tiếp tục sống. Ông chỉ có thể trơ mắt nhìn Côn Luân bị trăm tông phái xâm chiếm, cũng không dám thả ác ma bên trong ra ngoài. Tô Kiền Khôn nói tiếp, mười mấy năm trước, ông đã đem bảo tháp truyền cho Tô Thần Binh. Cha của các con, cũng như thế, từ bỏ việc nhỏ của gia đình, để đảm bảo an toàn cho mọi người, Dực Cân, con không nên trách cha con. Tô Kiền Khôn ý nghĩa sâu xa mà nói, ngược lại, con phải hiểu nó không thể vì ngăn cản vùng núi tế trời, mà để cho một cái tên ma đầu giết người như cỏ rác đó hoành hành trên thế giới này được. Bây giờ ông cố của các cháu, không biết ở đâu, nếu như tên ma tu đó ra ngoài, trong thiên hạ này, ai có thể quản thúc nó chứ? Nghe xong lời của ông nội, Tô Dực Cân im lặng, biểu lộ phức tạp nhìn Tô Thần Binh. Giờ phút này, cô bỗng nhiên hiểu rõ được sự khó xử của Tô Thần Binh, chắc cha cô lúc đó cũng thống khổ không kém gì. Sau khi do dự một lát, Tô Dực Cân hai mắt ửng đỏ, miệng há ra, muốn nói nhưng lại thôi. Nhưng cuối cùng, cô ấy nhìn Tô Thần Binh, mặt mũi đầy áy náy nói, cha, con xin lỗi.
Dực Cân, còn là con gái của cha, không cần nói xin lỗi, năm đó đúng là cha vô dụng, không bảo vệ được mẹ của con. Tô Thần Binh vui mừng nói ra. Thấy con gái đã tha thứ cho mình, ông ấy kích động chảy nước mắt, trong lòng cực kỳ vui vẻ. Không, cha, chuyện năm đó, không trách cha được, nếu đổi lại là con. Con nhất định sẽ làm giống như cha đã chọn, Tô Dực Cân chân thành nói. Ga ha, được, con ngoan của cha. Tô Thần Binh nằm trên giường bệnh, vừa cười vừa nói, nhanh ngồi xuống đây, để cha xem con kỹ hơn một chút. Tô Dực Cân không từ chối, mà đến ngồi gần Tô Thần Binh, khung cảnh cực kỳ ấm áp. Cha! Lúc này, Tô Thương bỗng nhiên mở miệng nói, cha cũng quá nhịn được đó nhỉ, con nhớ cha nhiều lần thiếu chút nữa thì chết toi rồi, nhưng vẫn không dùng đến tòa bảo tháp này, chẳng lẽ cha không sợ chết hay sao chứ? Cái thằng danh này được lắm. Vừa mới dịu dàng được một lúc với con gái, con trai mở miệng hỏi vấn đề sắc bén như vậy, quả nhiên là con trai ngoan mà. Tô Thần Binh tối sầm mặt lại, cắn răng nói, Tô Thương, thằng khốn này, cái gì mà chết không chết hả, mày chỉ ước gì tao chết hay sao chứ? Khụ khụ. Tô Thương ho khan hai tiếng, sau đó chê cười nói, cha, con chỉ là khá tò mò mà thôi. Tô Thần Binh trợn mắt nhìn Tô Thương một chút sau đó nói, cha có thể chết, nhưng bảo tháp tuyệt đối không thể tùy tiện sử dụng. Cha chết đi, tòa tháp lưu ly 9 tầng này sẽ tự động rời đi, bay đến trong cơ thể mang huyết mạch nhà họ Tô. Tô Thần Binh nhìn Tô Thương, nói tiếp, nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, bảo tháp sẽ tìm được con để con khống chế nó. Hóa ra là như vậy. Nói cách khác, nếu như cha đột nhiên chết đi, thì bảo tháp sẽ là của con. Tô Thương nhủ tỉnh ngộ ra, sau đó nhìn về phía cha, khẽ cười nói, cha, con muốn tòa tháp lưu ly 9 tầng này, bây giờ cha có thể cho con không? Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Bây giờ đã muốn. Tô Thần Binh dừng một lúc, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, thằng khốn này, mày nóng lòng quá rồi đó, muốn cho tao chết ngay bây giờ hay sao hả? Khụ khụ. Tô Thương thoáng chút ngượng ngùng, anh cũng không có ý này. Anh chỉ là muốn lấy lại tháp hư không của mình mà thôi. Lúc đầu, Tô Thương chỉ cần nghĩ trong đầu một cái, thì có thể thu tháp hư không vào lại trong đầu của mình. Nhưng mà bây giờ tháp hư không đang ở trong tay của cha mình, mà làm gì thì cũng phải nể mặt cha một chút, cho nên vẫn nên chào hỏi một tiếng trước đã. Cha, cha hiểu lầm rồi, con chỉ là cảm thấy cái tháp nhỏ này rất là thú vị. Tô Thương cười nói. Dù sao sớm muộn gì nó cũng được truyền lại cho con, chỉ bằng bây giờ đưa trước cho con đi. Đánh giám. Tô Thần Binh đen sạm mặt lại nói, tháp lưu ly 9 tầng không phải là vật chí bảo của nhà họ Tô, chúng ta chỉ là giữ dùm mà thôi. Lúc đầu ông cố con muốn xung kích lên cảnh giới Nguyên Anh, cũng không nắm chắc lắm, cho nên mới đưa tháp hư không này cho ông nội con. Lúc ông nội lên chiến trường, cũng không nắm chắc sẽ trở về được nên mới truyền lại cho cha. Tô Thần Binh lẩm bẩm nói, bây giờ ông đây một không đột phá được, hai không lên chiến trường, vậy thì truyền cho con làm gì hả? Chuyện đó, cha, cha xem cha đi, xém chút chết mấy lần rồi, nguy hiểm nhiều như vậy mà. Tô Thương nửa đùa nửa thật nói, chỉ bằng trực tiếp đưa cho con cho rồi. Không phải cha đã nói rồi sao? Nếu như cha chưa truyền lại cho con mà đã chết rồi, thì tháp lưu ly 9 tầng này sẽ tự động bay. Tô Thần Binh đang nói thì kịp phản ứng lại, nghiến răng nói, thằng danh, còn dám chủ cho cha chết sao? Tô Thương liên tục phất phất tay, giải thích nói, không không không, con thật sự không có ý đó. Hừ, muốn chí bảo sao, con nằm mơ đi. Tô Thần Binh hừ lạnh một tiếng, sau đó biểu cảm ngưng trọng nói, thằng nhóc thối. Có lẽ con không biết. Sức mạnh của tòa tháp không phải ai cũng có thể khống chế được. Năm đó ông cố của con từng nói, chỉ có những người có huyết mạch của nhà họ Tô mới có thể kích phát được sức mạnh mà ông ấy để lại trong tòa tháp này. Tô Thần Binh nói tiếp, hơn nữa sử dụng sức mạnh của bảo tháp, mặc dù trong thời gian ngắn có thể có được thực lực của người tu chân cảnh giới kết đan, nhưng sau khi sức mạnh tan biến đi sẽ bị nổ tung mà chết. Ông cố nội con sở dĩ lưu lại chiêu này. Là vì muốn đề phòng ma tu ở trong tòa tháp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 26.